cung điện trong thư phòng đoan vương gia đang đứng có trong hồ sơ trước sân khấu không người mặt mũi tràn đầy chuyên chú thưởng thức trên bàn triển khai vạn mã bôn đằng vẽ nam cung Hỏa nguyệt đem mặt khác mấy tấm vẽ đặt ở bên cạnh cười nói đoan vương thúc nơi này còn có mấy tấm người trước nhìn xem ta đi ra ngoài một chuyến đoan vương gia cũng không ngẩng đầu lên hết sức chăm chú mà nói tốt 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 chính ta nhìn là được nam cung Hỏa nguyệt nhìn hắn một cái quay người đi ra ngoài rèm châu vang động không ảnh biến mất trong phòng lại an tĩnh một hồi đoan vương gia mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào sau đó tiếp tục cúi đầu thưởng thức trên bàn vẽ nam công hòa nguyệt ra đại điện trực tiếp xuyên qua hành lang đi hướng đằng sau nguyệt vũ từ bên cạnh theo tới thấp giọng bẩm báo nói là công tử đã ở phía sau tắm rửa hóa cốt cũng đi qua nam công hòa nguyệt nói bao lâu nguyệt vũ nói đại khái nửa nén hương thời gian nam công hòa nguyệt không có lại nói tiếp xuyên qua vườn hoa đi lên một cây cầu đá nhìn về phía phía trước cách đó không xa thủy tạ lầu các nàng đột nhiên tại trên cầu đá dừng lại ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia lầu các nhìn một hồi đột nhiên lại sai người nói đi thôi không đi nguyệt vũ kỳ quái nói tiện hạ không thấy hắn sao nam công hòa nguyệt đi xuống cầu đá thản nhiên nói lấy lạc tiên sinh tính cách cùng tính tình hóa cốt vô luận là có hay không thành công bản cung hiện tại cũng không nên gặp hắn về sau có rất nhiều cơ hội nguyệt vũ theo sau lưng cúi đầu nói đa tạ điện hạ nam công hòa nguyệt trầm mặc một chút thần sắc lãnh đạm nói bản cung cũng không phải là đồng tình nàng chẳng qua là cảm thấy nàng còn có chút giá trị lợi dụng thôi nam nhân đều hảo sắc lạc tiên sinh cũng sẽ không ngoại lệ xanh lợi hắn không muốn vậy bản cung liền dùng nữ sắc đến thỏa mãn hắn hoặc con là tuyệt thể vưu vật tin tưởng lạc tiên sinh dùng ăn một lần liền sẽ ăn tủy trong xương mới biết liềm nó cũng ngon rốt cuộc không thể quên được nàng nguyệt vũ thất giọng nói điện hạ là công tử thực sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp chúng ta sao nam cung hỏa nguyệt cười lạnh một tiếng nói ngươi phải nhớ kỹ trên đời này không ai sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp người khác cho dù là thân nhân của mình, đơn giản là lợi ích liên quan thôi. Nói xong, nàng trầm mặc một hồi, lại nói. Đương nhiên, khả năng cũng có ngoại lệ. Hai người tiến vào đại điện. Lúc này, Nam Cung Tiểu Nhị cùng Nam Cung Mỹ Kiều cũng vừa tốt tắm xong, đổi quần áo mới. Từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Tiểu Nhị thấy được nàng về sau, cúi đầu khiếp phía thốt hoang tỉ. Nam Cung Mỹ Kiều trong phòng nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy người nào đó. Lông mày có chút nhăn một chút, bắt quá nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm. Nam Cung Hòa Nguyệt cũng không có nhiều lời, tiến vào thư phòng. Đoan vương gia đã thưởng thức xong thư họa, đang xem mấy bài thi từ, gặp nàng tiền đến, không khỏi cười nói. Hỏa Nguyệt, sách này vẽ không tệ, bất quá cái này mấy bài thi từ nhà, ha ha, chỉ có thể nói vẫn được. Ta chỗ này có mấy bài Phật kệ tiểu thi, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nam Công Hỏa Nguyệt cười nói, nhìn vương thúc biểu lộ, cái này mấy bài Phật kệ hẳn là rất tốt. Đoan vương gia cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, đâu chỉ không tệ, liền ngay cả kim, ha ha, ta niệm đến ngươi nghe một chút. Nam cung Mỹ Kiêu trong phòng không có tìm được, lập tức ra đại điện, hỏi thăm trước đó tên kia cung nữ. Cung nữ cung kính đáp, quận chúa, nơi này không có nam tử tắm rửa địa phương, là công tử khả năng bị nhỏ đông đưa đến đằng sau đi. Cụ thể ở nơi nào tắm rửa, nô tỳ cũng không biết. Nam cung Mỹ Kiêu hỏi, nhỏ đông trở về không? Cung nữ lắc đầu nói, còn không có. Nam cung tiểu nhị cũng từ trong đại điện ra nói, Mỹ Kiêu tỉ tỉ, lạc thanh chu có phải hay không không thấy, có thể hay không bị người bắt cóc đây ta nghe nói trong cung có rất nhiều mấy chục năm đều chưa từng gặp qua nam tử lão cung nữ khả năng nhìn thấy lạc thanh chu dài cũng không tệ lắm đem hắn cho bắt cóc cùng các nàng đi chơi đây nam cung mỹ kêu trên mặt biểu lộ cứng đơ chừng nam một cái nói ai nói với ngươi những chuyện này nam cung tiểu nhị nói trường lạc a à, trường lạc nói nàng nói trong cung có rất nhiều lão cung nữ cùng lão thái giám đều rất biến thái đây đặc biệt thích dụ dỗ nam tử trẻ tuổi tiến đến cắt xén đây Nam cung Mỹ Kiều, Nam cung tiểu nhị tựa hồ đã nhìn ra nàng lo lắng, đột nhiên lại nói, Mỹ Kiều tỉ tỉ, nếu là lạc thanh chu bị cắt xén thành tiểu thái giám, về sao có phải hay không liền có thể một mực chơi với ta rồi, phụ vương liền rốt cuộc không cần lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân rồi, Nam cung Mỹ Kiều không có lại để ý tới nàng, bước nhanh đi hướng thông hưởng phía sau hành lang, Nam cung tiểu nhị cũng liền bận biệu đi theo, nói, Mỹ Kiều tỉ tỉ, chờ ta một chút, hai người vừa đi qua góc rẽ, lạc thanh chu từ phía sau hành lang bên trên, bước chân vội vàng đi đi qua hắn tựa hồ đã tắm xong trên thân đổi lại sạch sẽ màu đen trang phục tóc cũng chảy vuốt cẩn thận tỉ mỉ ba người hái mắt nhìn nhau nam cung mỹ kêu nhìn chằm chằm hắn nhìn từ trên sùng dưới nam cung tiểu nhị lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng nói lạc thanh chu ngươi không có bị lão cung nữ cùng lão thầy giám bắt đi sao ta đang chuẩn bị đi cứu ngươi đây lạc thanh chu dừng ở trước mặt hai người nói cung nữ mang ta đi đằng sau tắm rửa đi nam cung mỹ kêu nhìn chằm chằm hắn thanh tú gương mặt nhìn một hồi phương hỏi đi nơi nào rửa đi lạc thanh chu chỉ chỉ đằng sau nói đằng sau có một chỗ lầu các ở nơi đó trong phòng tắm quận chúa mau mau đến xem sao nam cung mỹ kêu trừng mắt liếc hắn một cái sai người nói đi thôi đi ăn cơm lạc thanh chu đi theo phía sau của hắn nam cung tiểu nhị cùng hắn song song đi tới nghiêng đầu nhìn xem hắn nói lạc thanh chu về sau cũng không thể chạy loạn cẩn thận bị lão cung nữ bắt đi cùng các nàng chơi còn có cẩn thận lão thải dám bắt người đi cắt xén lạc thanh chu gật đầu nói được rồi tạ ơn quận chúa nhắc nhở nam cung tiểu nhị đột nhiên giật giật cái mũi tiến đến hắn phụ cận người một cái nói lạc thanh chu ngươi dùng mùi vị gì lá lách tắm tắm thơm quá còn có một loại ngọt ngào hương vị đây lạc thanh chu nói ta cũng không biết cung nữ cho ta cầm nam cung tiểu nhị đột nhiên lại hỏi cái kia nhỏ cung nữ có hay không cho ngươi trả lưng nam cung mỹ kêu dựng lên lộ tai lạc thanh chu nói không có ba người rất mau vào cung điện lúc này nha hoàn đã bắt đầu ở trên đồ ăn ba người đi vào cửa thư phòng lúc nghe được bên trong truyền đến đoan vương ra tiếng cười đắc ý hỏa nguyệt có phải hay không rất lợi hại ta chỗ này đều là sơ mục bản thảo là tiểu tử kia chủ động lấy lòng ta đưa cho ta ngươi nếu là thích vương thúc có thể nhịn đau nhức bỏ những thử yêu thích tặng cho ngươi một bài nam cung hỏa nguyệt cười nói vương thúc không cần khách khí chính mình giữ lại là được nói xong quay đầu nhìn về phía cửa ra vào ba người đoan vương gia cũng nhìn về phía cửa ra vào vội vàng cười rạng rỡ đi ra nói Thanh Chu, con có thể lại viết một bài Phật kệ sao? Đưa cho trưởng công chúa, ngươi người tới nhà nơi này ăn cơm, cũng không thể tay không mà tới. Nam cung tiểu nhị mở miệng đổi nói, Phụ Vương, ngươi không phải cũng là tay không tới sao? Đoan Vương ra cười hắc hắc nói, cha họ Vương Nam Cung, ngươi cũng họ Nam Cung, Mỹ Kiêu cũng thế. Chúng ta đều là người một nhà, tự nhiên không sao. Thanh Chu cũng không đồng dạng, hắn phải ở lại chỗ này ăn cơm. Tự nhiên muốn cho ngươi hoàng tỷ đưa chút đồ vật. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía ngoài phòng thiếu niên, cười nhạt một tiếng nói, không cần, bản cung đối thi tử, cũng không hứng thủ quá lớn. Vương Thúc, đi thôi, đi trước ăn cơm. Đoan Vương ra gặp đây, cũng không có lại miễn cưỡng, nói, tốt, ăn cơm trước. Mấy người đi nhà ăn, Nam Cung Mỹ kêu mở miệng nói, Hoàng tỷ cùng Vương Thúc ở chỗ này ăn đi, ta cùng Tiểu Nhị, vẫn là Lạc Thanh Chu, đi bên ngoài ăn. Nam Cung Tiểu Nhị vội vàng phụ họa nói, đùng, Đúng đúng đúng, phụ vương Hoàng tỷ, các ngươi nói chuyện phiếm ba người chúng ta đi bên ngoài ăn là được rồi đoan vương ra tùy tiện tại trước bàn ngồi xuống không nói gì nam cung hỏa nguyệt nhìn ba người một chút nói thế nào ngồi ở chỗ này ăn không vô sao nam cung tiểu nhị không dám lên tiếng nữa nam cung mỹ kiêu nhìn nàng một cái giải thích nói hoàng tỷ lạc thanh châu là bạch thân không tiện ngồi ở chỗ này trong đại sảnh đột nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh nam cung hỏa nguyệt cười nhạt một tiếng đột nhiên nhìn xem sau lưng nàng thiếu niên nói tại bản cung trong lòng lạc tiên sinh cũng không phải bạch thân nếu là hắn nguyện ý ta họa nguyệt nước thừa tướng trước có thể kết giao cho hắn nếu như thừa tướng hắn không thích thay vì cũng có thể vô luận là quan văn vẫn là quan võ bản cũng cảm thấy lạc tiên sinh cũng làm nổi lời này vừa nói ra trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh im ắng nam cung tiểu nhị hơi há ra miệng nhỏ mở to hai mắt nhìn xem bên cạnh thiếu niên vừa nhìn về phía chính mình hoàng tỷ hoàng tỷ cùng lạc thanh chu nhận biết mà lại hoàng tỷ lại còn coi trọng như vậy lạc thanh chu gia hỏa này gia hỏa này không phải liền là sẽ làm thơ sẽ thủ vệ sao liền kết cầu suốt hồn cũng sẽ không đây đoan vương ra cúi đầu nhìn xem trên bàn thức ăn tinh xảo trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác nam cung mỹ kiều sắc mặt biến đổi hà to miệng tựa hồ muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng lạc tiên sinh mời ngồi nam cung hỏa nguyệt lại lấy đệ tử chi lệ chắp tay thở dài lạc thanh chu nhìn trước bàn đoan vương ra một chút đoan vương gia lập tức gương mặt tươi cười nói Thanh Chu, còn khách khí làm gì, nhanh ngồi à. Hỏa Nguyệt đã để ngươi ngồi, ngươi ngồi xuống đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Lạc Thanh Chu chắc tay, không có chối từ, tại hạ vị ngồi xuống. Sau đó quay đầu đối Nam Cung Mỹ Kiêu nói, quận chúa, lại đây ngồi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, cũng đi qua ngồi xuống. Nam Cung Tiểu Nhị cũng liền bận biệu đi theo. Nam Cung Hỏa Nguyệt để nha hoàn bưng rượu đi lên. Nàng tự mình cho một chén, đưa tới Lạc Thanh Chu trước mặt nói, Tiên sinh, buổi sáng nhiều người phức tạp, Hỏa Nguyệt sợ sẽ cho tiên sinh dẫn tới phiền phức, cho nên lãnh đạm tiên sinh. Hỏa Nguyệt trước kính tiên sinh một chén, Lạc Thanh Chu tiếp nhận rượu, nói, điện hạ khách khí, nói xong, uống một hơi cạn sạch. Đoan Vương gia nhìn hắn một cái, thu lại trong mắt chấn kinh chi sắc, cũng bưng ly rượu lên nói, Thanh Chu, bản vương cũng kính ngươi một chén, cảm tạ ngươi hôm nay bùi tiểu nhị đá bóng. Lúc này, Nguyệt Vũ đột nhiên từ bên ngoài đi vào, bầm báo nói, điện hạ, Thọ Khang cung vừa mới truyền đến tin tức, buổi chiều trận bóng hủy bỏ. Yên Nhi tiểu thư nhận thua, Thái hậu nói, để điện hạ có thời gian đi thọ khang cung một chuyến, thánh thượng cũng ở đó, con nói để hai vị quận chúa cũng đi nơi đó một chuyến. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh an tĩnh một cái chớp mắt, Nam Cung Hoàng Nguyệt cầm bầu rượu ngón tay ngọc nắm thật chặt, thản nhiên nói, biết, Nguyệt Vũ không người lui xuống, Nam Cung Hoàng Nguyệt thở dài một hơi, tạ hạ nói, xem ra vẫn là phải đi một chuyến a. À. Đoan Vương ra cười nói, là muốn đi một chuyến, Hoàng Nguyệt, nhanh ăn cơm đi, cầm nước xong xuôi chúng ta liền đi đừng để thái hậu sốt ruột chờ nam công hỏa nguyệt vì chính mình châm một chén rượu đột nhiên nhìn về phía hắn nói vương thúc biết đối phương là ai chăng đoan vương gia nghe vậy liền giật mình lập tức lắc đầu nam công hỏa nguyệt lại nói là những cái kia công huân gia tộc đoan vương gia cười lạnh một tiếng nói đều là chút ngồi không ăn bám ăn chơi thiếu gia ai có tư cách kia nam công hỏa nguyệt không có lại nói tiếp đoan vương gia khuyên nói ra không cần phải gấp chờ một lúc đi bi thì biết ngươi nếu là không nguyện ý trực tiếp cự tuyệt chính là không người nào dám miệng cưỡng ngươi lạc canh chu ba người nhìn xem bọn hắn không biết bọn hắn đang nói chuyện gì một câu đều nghe không hiểu cầm nước xong xuôi một đoàn người xuất cung điện ngồi lên lập tức xe xe ngựa tại thọ khang ngoài cung dừng lại lạc canh chu không có được thỉnh mời tự nhiên không có tư cách đi vào nam cung mỹ kêu để mộc di trước tiễn hắn xuất cung trở lấy lúc còn đi lạnh lùng cảnh cáo hắn nói không nên đến chỗ chạy loạn chờ ở bên ngoài lấy ta nếu là còn dám giống tối hôm qua đồng dạng chạy loạn chân cho người đánh gãy lạc thanh chu không để ý tới nàng mục di cưỡi ngựa xe mang theo hẳn hướng về ngoài cung chạy tới xuất cung lạc thanh chu đột nhiên nói mục di mang ta đi tiện sách đi ta muốn đi xem sách mục di do dự một chút nói đi mặc tuyết tiện sách lạc thanh chu nói không đi nhà ngươi đại tiểu thư hẳn là ở nơi đó mục di nói là công tử không thích nhà ta đại tiểu thư sao lạc thanh chu nói ta sợ đơn độc cùng với nàng gặp mặt tiểu thư nhà ngươi sau khi ra ngoài sẽ đánh chết ta mộc di trầm mặc một chút nói như thế xe ngựa chậm rãi xuyên thẳng qua trên đường phố tại một gian tiệm sách cửa ra vào dừng lại lạc thanh chu xuống xe ngựa mộc di cầm roi nói là công tử ta tại đối diện chờ ngươi không nên chạy loạn nội thành ngươi chưa quen thuộc cẩn thận là mất ta biết lạc thanh chu tiến vào tiệm sách không bao lâu từ phía sau nhà xì cái khác từng viện nhảy ra ngoài đường vòng dưới đi tại đầu đường muốn một chiếc xe ngựa rất mau ra nội thành thẳng đến lá phong hẻm nhỏ trở lại tân phủ về sau không lo được cùng những người khác chào hỏi hắn cầm túi chữ vật nhẫn chữ và liền rời đi chờ hắn đi vào thành nam 18 mõ hẻm lúc đã lắc mình biến hóa biến thành bộ dáng phổ thông sở phi dương hy vọng đao tỷ lúc này ở nhà đao tỷ trước đó nói nàng mỗi lần ban ngày ra ngoài tu luyện ban đêm mới có thể trở về bất quá trong nhà nàng người hẳn phải biết nàng ở nơi nào tu luyện hắn nhất định phải nhanh hỏi rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua đông 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 hắn đi vào đao phủ cửa ra vào tiến lên gõ cửa không bao lâu nha hoàn tới mở cửa không phải tối hôm qua cái kia nha hoàn tựa hồ cũng không nhận ra hắn lạc thanh chu vội vàng nói ta tìm đao linh nàng có ở nhà không nha hoàn sửng sốt một chút mới gật đầu nói tiểu thư nhà ta vừa về phía sau viện công tử chờ một lát nô tỳ lập tức đi ngay hô tiểu thư nói xong vội vàng rời đi lạc thanh chu âm thầm thở dài một hơi ở nhà liền tốt bất quá hắn đột nhiên lại khẩn trương lên nếu như tối hôm qua vị kia nam cung quận chúa thật tin tới đây rồi mà lại thật cùng đao tỷ gặp mặt nói chuyện kia có phải hay không Đao tỷ hiện tại cũng biết thân phận chân thật của hắn rồi. Hiển nhiên, rất có khả năng này. Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc từ tiểu viện bên trong chuyển đến. Cửa sân khép, lộ ra một cái khe hở. Lạc thanh chu từ trong khe hở, nhìn thấy một đôi tròn trịa rắn chắc chân dài. Chính nện bước quen thuộc bộ pháp, hướng về cửa ra và vội vàng đi tới. Hắn đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Kẹt kẹt cửa sân mở ra đao tỷ lộ ra kia trương sinh lấy con ngươi màu xanh làm quen thuộc gương mặt trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc Sở Phi Dương, người làm sao hiện tại tới? Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn hai phía, nói, Đao Tỷ, hỏi ngươi vấn đề. Đao Tỷ tránh ra con đường, vào đi. Lạc Thanh Chu nói, không được, ta còn muốn chạy trở về. Hắn không có lại dễ cong góc quanh, trực tiếp hỏi. Tối hôm qua ta từ ngươi nơi này cách mở về sau, có hay không những người khác đến tìm ngươi? Đao tỷ nghe vậy, sửng sốt một chút, nói, có ý tứ gì? Những người khác là ai? Lạc thanh trù do dự một chút, nói, thiên đao rửa nhục, nàng tối hôm qua có hay không đến tìm ngươi? Đao tỷ liền giật mình, thiên đao rửa nhục nàng tới tìm ta làm gì nàng lại không biết ta ở chỗ này làm sao sở phi dương ngươi lại trêu chọc với ta lạc thanh chu nói ngươi xác định nàng tối hôm qua chưa có tới Đao tỷ lắc đầu chưa từng tới ta đưa ngươi lên xe ngựa sau liền trở lại tại hậu viện luyện đao không người đến đi tìm ta lạc thanh chu nhìn chằm chằm mặt của nàng cùng con mắt Đao tỷ một mặt bình tĩnh không đến liền tốt lạc thanh chu trong lòng rốt cục thở dài một hơi giải thích nói ta hôm qua xuống xe ngựa lúc gặp được nàng bất quá bị ta chạy mất ta sợ nàng đi theo xe ngựa đến tìm người Đao tỷ, về sau gặp được nàng tuyệt đối không nên nói cho nàng ta đến kinh đô cũng không cần nói cho nàng ngươi gặp qua ta xin nhờ Đao tỉ một mặt hiếu kỷ nói sở phi dương ngươi đến cùng làm sao trêu chọc người ta ngươi như thế sợ người ta có phải hay không đùa bỡn người hoàn mỹ nhà tình cảm cùng thân thể hiện tại lại vứt bỏ người ta lạc thanh chu nói nói bậy bạ gì đó ta có như vậy cặn bã sao Đao tỉ nói có lạc thanh chu không có lại để ý đến nàng chuẩn bị cáo từ rời đi Đao tỷ lại nói, Sở Phi Dương, người ta xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, mà lại xem xét chính là đại hộ nhân gia thiên kim, mấu chốt nhất là, người ta có như vậy một cặp đùi đẹp, chân khẳng định cũng nhìn rất đẹp. Ngươi nếu là thật đùa bỡn người ta, liền nên đối với người ta phụ trách, mà không phải trốn tránh. Ta cuộc đời ghét nhất chính là không chịu trách nhiệm nam nhân. Lạc Thanh Chu không khỏi bật cười. Đao tỷ, làm sao ngươi biết nàng có một cặp đùi đẹp, chân liền nhất định dễ nhìn. Đao tỷ một mặt đương nhiên nói, bởi vì nàng gọi Mỹ Kiêu à, Mỹ Kiêu chân đẹp, ngươi nghe một chút, có phải hay không y tứ này lạc thanh chu sắc mặt đột biến làm sao người biết nàng gọi mỹ kiêu đao tỉ mỉm cười nói hôm trước ta trên đường gặp được nàng chính nàng nói cho ta biết bất quả ta không có nói cho nàng người đến kinh đô lạc thanh chu sửng sốt một chút nhờ tới hôm trước trên đường gặp được chuyện của nàng ta không có đùa bỡn nàng mặc kệ là thân thể vẫn là tình cảm trong nhà của ta có nương tử còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu nha hoàn cho nên ta đối nàng cũng không có hứng thú nàng một mực tại tin ta đoán chừng là muốn báo thù ta dù sao ta đã từng trong hắc mộc lâm nhục nhã ngược đãi qua nàng lạc thanh chu nói xong phất phất tay nói đau tỉ hôm nay ta còn có việc trước hết cáo tử sáng mai ta tới người dẫn ta đi bái sư nói xong quay người bước nhanh rời đi mộc di còn tại tiện sách đối diện trông coi vị kia nam cung quận chúa không biết có phải hay không là đã từ trong cung ra hắn đến nhanh chạy trở về mới vừa đi một khoảng cách Đao Tỷ đột nhiên tại sau lưng nói, "Ta không biết do, các ngươi rõ ràng là người một nhà, ngươi vì sao muốn nhục nhã ngược đái nàng?" Lạc Thanh Chu dừng bước lại, tại nguyên chỗ cứng đờ, quay đầu nói, "Cái gì người một nhà? Đao Tỷ, ta không hiểu nhiều người ý tứ." Đao Tỷ trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, "Nàng không phải ngươi tiểu biểu tỷ sao?" Lạc Thanh Chu cứng tại tại chỗ, sửng sốt mấy giây, nói, "Không phải?" Đao Tỷ cười nói, "Vậy nàng là Lạc Thanh Chu tiểu biểu tỷ sao, hoặc là nói, nàng là Lạc Thanh Chu nương tử tiểu biểu tỷ sao?" Trong hẻm nhỏ, đột nhiên Lâm vào yên tĩnh, hai người hai mắt nhìn nhau, đều không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, Lạc Thanh Chu xoay người, đi tới, đứng tại trước mặt của nàng, nói, đau tỉ, có thể nói rõ ràng điểm sao? Đao tỷ khuế miệng vảnh lên, nói, cái này còn nói không đủ hiểu chưa? Là công tử, ngừng tạm, lại nói, anh, không đúng, phải gọi lạc giải nguyên. Lạc thanh chu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, nói, nàng tối hôm qua tới qua, đúng không? Đao tỷ cười cười, không có dầu diếm nữa hoàn toàn chính xác tới qua, lúc đầu ta không định nói cho ngươi. Ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng có thể ở trước mặt ta chữa vào lúc nào, bất quá vừa mới nghĩ nghĩ. Vẫn là nói cho ngươi đi, miễn cho ngươi trở về, không biết nên làm sao đối mặt nàng. Lạc Thanh Chu biến đổi sắc mặt một chút, nói, nàng biết sao. Đao tỷ lắc đầu, nói, ta không có nói cho nàng. Lập tức lại một mặt tranh công giống như mà nói. Lạc giải nguyên, ngươi hẳn là hào hào cảm tạ ta. Bởi vì làm ta phát hiện sự tình không đủ lúc, ta lựa chọn giúp ngươi giàu giếm cùng từ ông. Ta tự tổn danh dự, nói ta ngưỡng mộ lạc giải nguyên tài hoa cho nên mới mời hắn tới nhà ăn cơ buồng rượu một cái chưa xuất các nữ hài tử chủ động mời một người nam tử tới nhà ăn cơ buồng rượu chính ngươi ngẫm lại nàng sẽ nghĩ như thế nào nàng lúc ấy nói chuyện nhưng khó nghe thế nhưng là ta vẫn như cố lựa chọn giúp người nói láo cho nên nàng liền cho rằng ta là cùng lạc giải nguyên đang dùng cơ buồng rượu mà không phải cùng sở phi dương lạc thanh chu nghe xong trầm mặc đã lâu cúi đầu xoay người thật sâu thở dài nói đao tỉ đa tạ đao tỉ nhíu mày nói miệng cảm tạ không thể được ta thích cái gì, ngươi nên biết. Lạc Thanh Chu không có chút gì do dự, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một túi kim tệ, đưa tới trước mặt của nàng, nói, một vạn đủ sao? Đao tỷ rất tự nhiên tiếp trong tay ước lượng, lại mở ra nhìn thoáng qua, nói, đều là một trăm mệnh giá sao? Ta ơn nhỏ nhất mệnh giá, bởi vì như vậy cầm lên đến nặng một chút, dễ chịu một chút. Lạc Thanh Chu chuẩn bị lấy thêm lúc, đao tỷ nói, được rồi, ta còn có việc muốn xin ngươi hỗ trợ." Lạc Thanh Chu nói, Đao Tỷ mời nói, Đao Tỷ đem Kim Tệ thu vào, nói, "Chính là chuyện tối ngày hôm qua, cha ta rất xem trọng ngươi, cho nên, hy vọng ngươi về sau tiếp tục xung lần ta cản cưới bài, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền sẽ một mực giúp ngươi bảo thủ bí mật này, như thế nào?" Lạc Thanh Chu hỏi, "Cần sung làm bao lâu?" Đao Tỷ nghĩ nghĩ, nói, "Mãi cho đến cha ta từ bỏ bức ta thành thân, hoặc là mãi cho đến ta tìm tới thích nam tử, có thể chứ?" Lạc Thanh Chu nói, "Có thể hay không thời gian có hơi lâu?" Thứ nhất cha ngươi không có khả năng từ bỏ bước ngươi thành thân thứ hai nói thật đao tỷ yêu cầu khả năng có chút cao không dễ tìm cho lắm nếu không đao tỷ nói ngươi thích gì dạng ta giúp ngươi tìm xem đao tỷ cẩn thận nghĩ nghĩ nhìn xem hẳn nói ta thích loại kia hào hoa phong nhã đối người ôn nhu lẽ phép mà lại hành vi đoan chính tâm địa thiện lương người đọc sách lạc giải nguyên ngươi nơi đó có sao lạc thanh chu sửng sốt một chút nói Người đọc sách sao nói thật ta không có gì bằng hữu cũng không biết mấy cái người đọc sách bắt quá đao tỷ yên tâm ta về sau sẽ thêm lưu ý tận lực giúp người tìm tới đao tỷ nói kia tại ngươi tìm tới trước đó ngươi có thể đáp ứng giúp ta ứng phó cha ta sao lạc thanh chu thở dài một hơi nói đao tỷ cảm thấy ta có thể cự tuyệt sao đao tỷ không nhịn được cười một tiếng nói ngươi đương nhiên không thể cự tuyệt bởi vì ngươi không dám lập tức lại nói đúng rồi ta về sau ngươi xưng hô như thế nào bảo ngươi lạc giải nguyên đây vẫn là gọi ngươi sở phi dương lạc thanh chu nói đương nhiên là sở phi dương văn là thanh chu võ là bay lên tại đao Tỷ trước mặt ta mãi mãi cũng là sở phi dương đao Tỷ nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi nói ta muốn thấy xem ngươi chân diện mục lạc thanh chu nói đao tỉ không phải nhìn qua sao đao tỉ nói hoàn toàn chính xác nhìn qua bắt quá lúc kia nhưng không biết người thân phận chân chính cho nên nhìn không có cảm giác gì lạc thanh chu nhìn thoáng qua hẻm nhỏ bên ngoài thấy không có người trải qua phương kéo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra một trương thanh tú gương mặt tuấn mỹ mà tới đao Tỷ nhìn chằm chằm nhìn kỹ vài lần đột nhiên nhìn về phía trong tay hắn mỏng như cánh ve mặt nạ nói người mặt nạ này hẳn là pháp khí á ta lần trước hoài nghi ngươi sẽ rách mặt của người lúc cơ hồ không có phát hiện bất cứ dị thường nào lạc thanh chu vuốt ve trong tay mặt nạ nói hẳn là đi mang lên mặt về sau nó tự động dung hợp lúc đầu làn da không có bất kỳ cái gì vết tích một lấy sùng tới lúc chỉ dùng đem tinh thần lực tập trung ở trên mặt thân niệm khé động liền có thể nhẹ nhóm lấy xuống đao tỷ nhìn xem hắn nói sở phi dương ngươi thật sự là tần gia người ở dê giống ngươi như thể có tài hoa tùy tiện một thi chính là cử nhân đầu danh tu võ lại có thiên phú ngắn ngồi nửa năm liền tấn thăng đến cảnh giới võ sư người tại sao phải đi làm kém một bậc người ở dễ lạc thanh chu suy nghĩ một chút vẻ mặt thanh thật nói bởi vì nhà ta nương tử chân xinh đẹp đao tỷ phốc phốc cười một tiếng nói thật hay giả đối lạc thanh chu ta nhìn thấy qua nhà ngươi nương tử dài hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp rất có thư quyển khí bất quá cảm giác thực sự quá nhu nhược đi đường còn cần người khác nâng cảm giác một trận gió là có thể đem nàng thổi đi không nghĩ tới ngươi sẽ thích dạng này lạc thanh chu mỉm cười không tiếp tục nhiều trò chuyện cái kia đáng thương thiếu nữ nói đao tỷ ta còn có việc muốn đi trước sáng mai ta lại tới tìm ngươi đi đao tỷ gật đầu nói tốt à ngày mai ta dẫn ngươi đi bái sư về sau ngươi liền có thể gọi ta là sư tỷ trong lòng vui vẻ sao lạc thanh chu cười cười không có lại nói tiếp phất tay cáo từ bước nhanh rời đi đao tỷ đột nhiên lại nói sở phi dương ta tối hôm qua hoàn toàn chính xác không còn nói cho thiên đao dử nhục bất quá khi đó nàng cha hỏi cùng ta đoán được thân phận của người lúc sắc mặt không kịp ngụy trang ta không biết nàng sẽ hay không hoài nghi người vẫn là phải cẩn thận một chút lạc thanh chu ở phía xa nói đa tạ đao tỷ ta biết đao tỷ nhìn xem hắn bước nhanh ra hẻm nhỏ tại cửa ngõ biến mất không thấy gì nữa lại tại cửa ra và đứng một hồi phương xoay người chuẩn bị vào nhà nhưng đột nhiên nàng bước chân dừng lại cứng tại tại chỗ cha của nàng cha đang đứng trong cửa mặt mũi tràn đầy uy nghiêm mà nhìn xem nàng lạc thanh chu trên đường muốn xe ngựa rất mau vào nội thành lập tức hắn từ đường cũ vây quanh tiệm sách cửa sau nhà xí châu trực tiếp từ tường viện nhảy vào vừa xuống đất đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc là thanh chu người tốt chưa lại không lên tiếng ta liền một tiến vào vị kia nam cung quận chúa vậy mà đã từ trong cung ra nguy hiểm thật tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến hắn lập tức quay người chui vào nhà xí mở ra dây thắt lưng bỏ đi quần sau đó lại từ từ ôm quần một mặt thống khổ bộ dáng soạt đúng vào lúc này cửa ra vào gen đột nhiên bị người sốc lên nam cung mỹ kiều kia kiểu diêm lãnh khóc gương mặt cung cao gầy thân thể mới xuất hiện một ngày mắt đột nhiên lại biến mất gem lại rủ xuống trở về người làm cái gì ở bên trong làm sao không ra nam cung mỹ kiều ở bên ngoài chịu đựng giận dữ nói lạc thanh chu ôm tốt quần một bên buộc lên dây thắt lưng một bên hai chân như nhũn ra chậm rãi đi ra ngoài hưu khí vô lực nói quận chúa ta ta giữa chưa giống như ăn số bụng nam cung mỹ kiêu nhìn hắn một cái lập tức che mũi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chạy xa đứng ở đằng xa nói trong cung đồ ăn làm sao có thể có vấn đề người vừa mới ra có phải hay không lại ăn thứ khác lạc thanh chu buộc lại dây thắt lưng mặt mũi tràn đầy thống khổ nói quận chúa đừng chờ nói chuyện ta cảm giác lại nghĩ kéo siêu đén nam cung mỹ kiêu lập tức lại chạy ra thật xa trong phòng hô lạc thanh chu chính người thuê xe ngựa trở về đừng nghĩ lại ngồi bản quận chúa xe ngựa thú chết Lạc Thanh Chu nói, quận chúa, ngươi không phải nói muốn tặng cho ta một kiện lễ vật sao? Lễ vật gì? Chờ ngươi trở về tắm rửa đổi quần áo lại nói. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức ra cửa, trực tiếp lên cửa ra vào xe ngựa, thúc giục nói, Mộc Di, chúng ta đi, mặc kệ hắn. Mộc Di đáp ứng một tiếng, cưỡi ngựa xe rời đi. Các loại Lạc Thanh Chu ra tiệm sách lúc, xe ngựa đã chạy xa. Hắn vẫn như cũ chậm rãi xe dịch bước chân đi lên đường đi. Tại ngã tư đường mướn một chiếc xe ngựa, rất khó khăn bò lên. Xe ngựa chở hắn, chậm rãi hướng về ngoại thành chạy tới chạy được hai con đường hắn đột nhiên kéo ra bên cạnh màn cửa đầu thoáng nhô ra một điểm nhìn phía đằng sau của nhiên một di điều khiển chiếc xe ngựa kia vậy mà đường vòng đi theo sau vị thiên nam cung quận chúa là vừa vặn nhìn ra cái gì vẫn là đã đang hoài nghi thân phận của hắn lại hoặc là chỉ là đơn thuần cho là hắn lại muốn đi chiêu hoa ghẹo nguyệt cho nên mới len lén theo ở phía sau cũng có thể xe ngựa rất mau ra nội thành đi tới ngoại thành trên đường phố lạc thanh chú quyết định thân hồn xuất khiếu nhìn nhìn lại hắn tựa ở đằng sau nhắm mắt lại tĩnh tâm ngưng thần, thân hồn lập tức rời đi thân thể, xuyên thấu trần xe, bay đi lên. Mộc Di điều khiển xe ngựa, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo ở phía sau cách nó không xa. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện cái khác tình huống dị thường. Tại Mộc Di xe ngựa đằng sau cách nó không xa, cũng đi theo một cố ngựa bình thường xe. Đồng thời, còn có hai tên người mặc vải thô áo đen nam tử, chính bước nhanh đi theo Mộc Di xe ngựa đằng sau, là quận vương phủ hộ vệ. Hiển nhiên cũng không phải là Lạc Thanh Chu bồng bềnh ở giữa không trung, bởi vì nhục thân còn tại trên xe ngựa nguyên nhân không dám phiêu quá xa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đằng sau quan sát. Mặc kệ bọn hắn vượt qua đầu nào đường đi, phía sau xe ngựa cùng kia hai tên nam tử áo đen, đều một mực theo sát, hiển nhiên cũng không phải phổ thông người qua đường, lại xuyên qua một lối đi. Đằng sau trước kia theo dõi xe ngựa, màn cửa đột nhiên mở ra, một cái đầu từ trong xe ló ra, nhìn về phía phía trước mộc di xe ngựa, làm lạc thanh chu nhìn thấy khuôn mặt kia về sau, chóng mắt lập tức hàn mang lấy lên hắn không tiếp tục do dự lập tức bay xuống xuống dưới hồn phách trở về cơ thể sau đó đối bên ngoài đánh xe lão nhân nói lão nhân ra không đi lá phong ngõ hẻm đi thành tây tây hồ ta đi gặp bằng hữu tốt lão nhân đáp ứng một tiếng qua roi ngựa ba giật một cái mông ngựa xe ngựa lái về phía thành tây mục di cưỡi ngựa xe theo ở phía sau cặp này có chút nhân hạ lông mày quay đầu đối trong xe nói tiểu thư hắn không phải về nhà nam cung mỹ kiêu sốc lên rèm nhìn về phía trước mặt xe ngựa híp híp con người nói đuổi theo hai chiếc xe ngựa một trước một sau hướng về tây hồ chạy tới đằng sau chiếc xe ngựa kia đi theo nơi xa kia hai tên đi bộ đi theo nam tử tựa hồ không biết mệt mỏi vẫn như cú bước chân vội vàng lẫn trong đám người đi theo lạc thanh chu cưỡi xe ngựa rất nhanh tới tây hồ lúc này chính là buổi chiều nước hồ sóng biết sập dờn sóng nước lấp loáng ven hồ người bán hàng rong gào to du khách xuyên thẳng qua có chút náo nhiệt lạc thanh chu xuống xe ngựa cho tiền xe tại ven hồ đi dạo một hồi mùa dễ mất quả vừa đi một bên thưởng thức tây hồ cảnh đẹp Nam Cung Mỹ Kiều cũng xuống xe ngựa, không xa không gần cung ở phía sau. Lạc Thanh Chu đi đến ven hồ du thuyền bên cạnh, hỏi giá tiền, lên một con thuyền nhỏ. Trên thuyền ngoại trừ người chèo thuyền, cũng không có người khác. Rất nhiều nơi khác du khách đến chỗ này, đều sẽ quy thuyền nhỏ, đi trong hồ du ngoạn. Lạc Thanh Chu đối người chèo thuyền nói, đại thúc một mực chèo thuyền, hướng đối diện lên hoa tùng vạch tới. Ta trên thuyền nghĩ một lát sự tình, không nên quấy rầy ta. Người chèo thuyền chống đỡ thật dài chút cao nói, tốt, công tử ngồi vững vàng thuyền nhỏ từ ven hồ lái rời lái về phía đối diện liên hoa tùng nam cung mỹ kêu đứng tại ven hồ trong mắt lộ ra một vòng nghi hoặc nói thầm ra hòa này một người tới đây chính là đến du ngoạn sao vẫn là nói đi đối diện cùng người hẹn hò nghi đến chỗ này nàng lập tức cũng nhảy lên một con thuyền nhỏ chui vào mui thuyền đối người chèo thuyền nói đi theo con kia thuyền nhỏ người chèo thuyền nhìn nàng một cái lại nhìn phía trước con kia thuyền nhỏ một chút nói thật có lỗi cô nương chúng ta chỉ đem khách nhân dạo hồ không chịu trách nhiệm theo dõi khách nhân khác Nam Cung Mỹ Kiêu lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trước mặt trên bàn trà, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Người chèo thuyền trong tay trúc cao trong nước khẽ trống. Thuyền nhỏ lập tức hướng về phía trước chạy nhanh mà đi, nói. Cô nương ngồi xong, can đoàn cùng không ném. Trong hồ có rất nhiều to to nhỏ nhỏ du thuyền. Đối diện hoa sen bụi phi thường xinh đẹp, cho nên mời du lịch Tây Hồ đều sẽ đi thuyền đi thưởng thức một phen. Đợi thuyền nhỏ chạy đến trong hồ nước lúc, Lạc Thanh Chu tự ở sau lưng nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, thân hồn xuất khiếu thân hồn xuyên thấu mui thuyền đó đánh nắng bay lên giữa không trung hắn trước nhìn theo ở phía sau nam cung mỹ kiêu một chút vừa nhìn về phía phía sau nhất một cái khác thuyền nhỏ kia hai tên vừa mới theo dõi bọn hắn một đường nam tử đang ngồi ở trong khoang thuyền thăm dò hướng về phía trước nhìn quanh mà tên kia trước đó ngồi trong xe ngựa nam tử thì đứng tại ven hồ nhìn quanh lạc thanh chu nhớ kỹ ven hồ tên nam tử kia bộ dáng đối phương là hôm nay trong cung tỷ thí trận bóng lúc trước yên nhi một đội tiên phong Hiển nhiên, ba người này đều là Trương Yên Nhi hoặc là vị kia Trương Thái Phi phải tới. Về phần mục đích, đoán chừng là nuốt không trôi hôm nay tại trên sân bóng khẩu khí kia. Bọn hắn có lẽ không dám đối phó Nam Cung Mỹ Kiều, nhưng đối phó với hắn. Nhưng không có bất kỳ cố kỵ nào. Dù sao hắn chỉ là một giới bạch thân. Lạc Thanh Chu ở giữa không trung quan sát một hồi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về theo ở phía sau con kia thuyền nhỏ lướt tới. Hắn liễm trụ khí hơi thở bay xuống tại mui thuyền đỉnh chóc kia hai tên nam tử chính nhất bên cạnh hướng về phía trước nhìn quanh một bên đang thấp giọng nói chuyện tiểu tử kia giống như muốn đi trước mặt liên hoa tùng du ngoạn chúng ta cũng đi theo sao đương nhiên muốn theo tới nếu là hắn từ đối diện lên bờ tam ca chẳng phải là tại trên bờ đợi uổng công rồi dù sao không thể mất dấu nhất định phải biết hắn ở nơi nào thuận tiện hỏi thăm một chút trong nhà hắn người hắn chờ một lúc lạc đàn chúng ta muốn hay không động thủ tạm thời không nên động thủ, chỉ riêng giết hắn, nhưng lắng lại không được chủ tử lửa giận. Tam ca nói, chủ tử muốn để nhà của tiểu tử kia phá người vong. Tiểu tử kia đến cùng làm sao đắc tội chủ tử rồi. Tam ca không có nói do, chúng ta một mực dựa theo phân phó làm việc chính là. Lạc thanh chu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng tại trên bờ tên nam tử kia. Lập tức từ thuyền húc bay lên, hướng về bên bờ bay đi. Cơ hồ trong nháy mắt, ta đến nam tử kia trên đỉnh đầu. Tên nam tử kia ngay mặt sắc âm trầm, tụ tinh hội thân nhìn qua trong hồ nước ở giữa thuyền nhỏ hoàn toàn nghĩ không ra con kia trên thuyền nhỏ thiếu niên thân hồn đã tung bay ở hắn trên đỉnh đầu lạc thanh chu không có chút gì do dự tại hướng phía dưới phiêu lạc đến trong vòng 10 thước về sau hồn lực đột nhiên động một cái một đạo hàn mang đột nhiên hướng về kia nam tử bắn nhanh mà xuống nhanh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động thẳng đến cái kia đạo hàn mang quỷ dị xuất hiện tại nam tử chỗ cổ lúc nam tử phương đột nhiên bừng tỉnh sư tử tại chỗ nhảy nhót mà lên trong né mắt hướng về sau phiêu vút đi nhưng mà nam tử còn chưa tới kịp rơi xuống đất chỗ cổ lại đột nhiên xuất hiện một vòng nhỏ bé dây đỏ lít nhà lít nhít huyết trâu từ dây đỏ bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra nam tử rơi vào trên mặt đất rơi lên nằm đấm tăng muốn một quyền đánh ra lúc lại đột nhiên trừng to mắt cứng ở tại chỗ lập tức đầu hắn nghiêng một cái lại đột nhiên từ trên cổ lăn xuống phúc đến máu tươi phun ra thi thể không đầu vẫn đứng tại chỗ bên cạnh du khách lập tức kinh hãi kêu to mặt không còn chút máu cách đó không xa dưới đại thụ mục di lúc đầu đang theo dõi nam tử này cặp này đáng sợ một màn cũng là biến sắc Nàng đứng khá xa, căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia đạo hàn mang. Nàng chỉ thấy nam tử này chẳng biết tại sao, đột nhiên nhảy dựng lên. Vừa xuống đất liền đầu một nơi thân một nẻo. Nàng tại nguyên chỗ cứng đờ, đột nhiên bắt đầu lo lắng nhà mình quận chúa. Lập tức bước nhanh đi đến bên hồ, nhảy lên một con thuyền nhỏ. Lạc thanh chú giết người xong về sau, không có bất kỳ cái gì lưu lại, lập tức bay trở về đến thuyền nhỏ. Hồn phách trở về cơ thể, về phần đằng sau trên thuyền kia hai nam tử, tạm thời còn không thể giết, để tránh gây nên hoài nghi. Cái hai nam tử là hắn không ở tại chỗ tốt nhất chứng minh thuyền nhỏ rất mau tới đến hoa sen bụi bên trong xanh ung tươi tốt lá sen trong gió chập trờn từng mai từng mai đài sen đứng ngạo nghễ trong đó sóng biết dập dờn ở giữa từng cái thuyền nhỏ ở bên trong chậm rãi phiêu bơi lên trên thuyền du khách đều đang thưởng thức cái này tây hồ cảnh đẹp có người tại buồng nhỏ trên tàu đối rượu làm ca có người ở đầu thuyền cao đám khoát luận cũng có người tập hợp một chỗ ngâm thơ vẽ tranh đương nhiên cũng có hài đồng thiếu nữ tại hoa sen bụi bên trong mắt lấy lấy đài sen phát ra hồn nhiên ngây thơ tiếng cười lạc thanh chu chính nhìn xem trước mặt cảnh đẹp tự hỏi sự tình lúc đằng sau đột nhiên chuyển đến nam cung mỹ kiêu thanh âm lạc thanh chu chờ ta một chút lạc thanh chu nghe vậy sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại nam cung mỹ kiêu không tiếp tục ẩn tàng mặc một bộ lộng lấy màu tím váy dài duyên dáng yêu kiều đứng ở phía sau đầu thuyền kia cao gầy dáng người yêu điệu cùng kia xinh đẹp lãnh ngạo gương mặt tại cái này tây hồ cảnh đẹp phụ trợ dưới khiến bốn phía nữ tử đều ảm đạm phai mờ kêu một tiếng này lập tức đưa tới rất nhiều nam tử ghé mắt cùng kinh diễm tiếng than thở lạc thanh chu để người chèo thuyền chờ một lát phía sau thuyền nhỏ rất mau đuổi theo tới hai con thuyền nhỏ đầu thuyền cùng đuôi thuyền vừa mới song song nam cùng mỹ kiều đã nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên một cái khác thuyền nhỏ nàng trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu tại đối diện ngồi xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn xem mồi ở bên trong người nào đó lạc thanh chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói quận chúa ngươi làm sao cũng tới du lịch tây hồ rồi nam cung mỹ kiêu trừng mắt liếc hắn một kẻ nói ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi ngươi không trở về nhà tới nơi này làm gì lạc thanh chu nói ta thấy thời gian còn sớm cho nên nghĩ đến tây hồ du ngoạn một phen quận chúa ta ngay cả điểm mấy tự do đều không có sao nam cung mỹ kiêu lạnh lùng thốt đồ đần có người theo dõi ngươi ngươi biết không lạc thanh chu nhảy nhảy mắt nhìn nàng chăm chăm mấy giây đột nhiên giật mình nói quận chúa là người đang theo dõi ta đi nam cung mỹ kêu một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên chỉ chỉ đằng sau sắc mặt nghiêm túc nói ở phía sau ta hoài nghi là trương thái phi phải tới người nàng hôm nay trong cung thụ ủy khuất lớn như vậy mà lại nàng chất nữ hoàng phi vị trí khả năng cũng không giữ được nàng đoán chừng muốn đem cầu hận cùng oán khí rơi tại trên người của ngươi lạc thanh chu ngẩn người mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói quận chúa hôm nay xung đột cung ta giống như không có quan hệ á. nam cung mỹ kêu cười lạnh một tiếng nói quan hệ nhưng lớn ngươi nếu là không giúp tiểu nhị thủ vệ thắng trận trương yên nhi sẽ không thẹn quá hóa giận nếu như nàng không buồn xấu hổ thành giận cũng không trở thành phạm sai lầm để thái hậu nhìn ở trong mắt ngươi nói có liên hệ với ngươi sao lạc thanh chu nói thế nhưng là quận chúa là tiểu nhị chào phúng nàng là ngươi động thủ đánh nàng ta cũng là tiểu nhị gọi lên thủ vệ nam cung mỹ kiều cười nhạo nói lạc thanh chu của ngươi còn thi cái cử nhân đầu danh đầu óc vậy mà đần như vậy ta cùng tiểu nhị đều là quận chúa tiểu nhị phụ vương là thân vương ta phụ vương là quận vương chúng ta đều là người hoàng gia nàng tự nhiên không dám trêu chọc mà ngươi không tên không họ một giới bạch thân cho nên khí công cầu hận tự nhiên muốn hướng trên người ngươi vung lạc thanh chu trầm mặc xuống nam cung mỹ kiêu nhìn xem hẳn nói làm sao sợ hãi lạc thanh chu gật đầu nói ta thật là sợ quận chúa giúp ta nam cung mỹ kiêu nhìn chằm chằm hắn trên mặt biểu lộ nhìn một hồi nói ta thế nào không nhìn ra người có một chút sợ hãi dáng vẻ lạc thanh chu nói trong lòng ta sợ hãi nhưng sợ bị quận chúa xem thường cho nên không dám biểu hiện ra ngoài Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn thoáng qua tay của hắn, gặp hắn tay tại phát run, ngư khí chậm dần nói. Lạc Thanh Chu, kỳ thật ngươi đến Tây Hồ là đến đúng, ngươi vừa mời nếu là trực tiếp về nhà. Bọn hắn liền sẽ theo dõi đến trong nhà người, lập tức liền biết nhà người ở nơi nào. Đến lúc đó, vì mặc các nàng khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Lạc Thanh Chu nói, quận chúa, chúng ta nên làm cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu nghi nghĩ, từ nhẫn chữ vật lấy ra một túi nhỏ đồ vật, đưa tới trước mặt hắn nói. Cầm, thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng. Lạc Thanh Chu tiếp nhận, mở ra nhìn thoáng qua, nói, vôi, Nam Cung Mỹ Kiêu gật đầu nói, là vôi, người nhớ kỹ ta trước đó truyền thụ cho người vung vội yếu quyết, đối phó người bình thường tuyệt đối hữu dụng, người sát người nấp kỹ, đừng cho người trông thấy. Lạc Thanh Chu nói, vậy nếu là gặp được võ giả đâu? Nam Cung Mỹ Kiêu nói, nếu là gặp được võ giả, người liền chờ chết chứ sao? Mặc dù vó giả cũng sợ vôi, nhưng lấy bản lãnh của người, khẳng định vung không trúng Lạc Thanh Chu đột nhiên nói Quận chúa, nếu như tại vôi bên trong gia nhập một phấn độc dược hoặc là thuốc mê Cho dù là vung không trúng, chỉ cần vó giả không cẩn thận hút vào một chút Có phải hay không cũng sẽ hữu dụng Nếu là người bình thường, đoán chừng liền sẽ trực tiếp trúng độc hôn mê hoặc là bị độc chết Dạng này vôi, có thể hay không lợi hại hơn một chút Lời này vừa nói ra, Nam Cung Mỹ kêu sửng sốt một chút lập tức cúi đầu nhìn về phía trong tay hắn vôi trong mắt đột nhiên tình quang lấp lóe lạc thanh chu lại nói quận chúa vì phòng ngừa chính chúng ta bị vôi phản phệ chúng ta có thể sớm chuẩn bị một bộ mật nạ phòng độc mang lên mặt nói như vậy chúng ta liền có thể không kiêng để gì cả một mực vung vôi cho dù là võ giả đoán trưởng cũng chịu không được á nam công mỹ kêu giật mình đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói lạc thanh chu những này ngươi là thế nào nghĩ tới lạc thanh chu thần sắc tự nhiên nói sách nhìn đến mức quá nhiều ý nghĩ tự nhiên là nhiều quận chúa ta những ý nghĩ này có phải hay không rất lợi hại nam cung mỹ kêu gặp hắn một mặt đắc ý không chỉ có hừ lạnh một tiếng nói cho cùng vẫn là phải xem chính ngươi thực lực vô lợi hại hơn nữa ngươi không có thực lực vuông thì có ích lợi gì lạc thanh chu ngươi đừng nghĩ những này oai môn tà đạo ngươi hào hảo suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào chuyện này đi trương thái phi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lạc thanh chu nói quận chúa ta có thể để trưởng công chúa hỗ trợ sao Nam Cung Mỹ kiêu cau mày nói, tốt nhất đừng, bởi vì một khi trưởng công chúa công khai trong cung giúp ngươi, ngươi cùng tần gia liền sẽ lập tức tiến vào triều đình những cái kia hôn quý trong tầm mắt. Đến lúc đó, càng thêm nguy hiểm, Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, buổi chiều Thái Hậu để các ngươi đi qua, nói cái gì sự tình, có hay không làm khó dễ ngươi? Nam Cung Mỹ Kiều trầm mặc một chút, nói, không có, Thái Hậu ngay trước mặt chúng ta, tuyên bố một việc, nàng quyết định là trưởng công chúa chọn lựa phò mã, để trưởng công chúa lấy chồng. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền giật mình, nói, gà cho ai? Nam Cung Mỹ Kiều lắc đầu, nói, Thái hậu còn không có nói. Thái hậu nói có thể để chính trưởng công chúa cân nhắc nhân tuyển, nhưng nhất định phải mau chóng thành thân, mà lại tại thành thân trước đó, không thể rời đi kinh đô. Lạc Thanh Chu nói, lúc ấy thánh thượng ở nơi đó sao? Nam Cung Mỹ Kiều gật đầu nói, tại... Thánh thượng cũng rất ôn hòa thuyết phục trưởng công chúa, con nói sẽ tôn trọng trưởng công chúa lựa chọn, đồng thời khuyên thái hậu không nên ép thật chặt nhìn thánh thượng khắp nơi đang vì trưởng công chúa suy nghĩ lạc thanh chu nhìn xem nàng nói nhìn sao nam cung mỹ kiều cũng nhìn hắn một cái nói trưởng công chúa ngoại trừ ngay từ đầu minh xác cự tuyệt bên ngoài cuối cùng vẫn luôn giữ yên lặng lạc thanh chu đem trong tay vôi nhét vào ngực trong quần áo thản nhiên nói bọn hắn đang trì hoãn thời gian kéo dài thời gian nam cung mỹ kiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu lạc thanh chu nhìn xem nàng nói kéo dài trưởng công chúa về hỏa nguyệt quốc hoặc là đi biên cảnh quân đội thời gian bất kỳ một quốc gia nào cùng quân đội chỉ cần quốc chủ cùng tướng quân thời gian dài không tại đều sẽ sai lầm đến lúc đó các loại trưởng công chúa khoan thai mà về lúc quân đội của nàng đã sớm bị triều đình phái đi người phân hóa nhưng cái kia chung với trưởng công chúa người không phải bị khu trục chính là bị giết những người khác cho dù lại cảm niệm trưởng công chúa tốt nhưng gặp trưởng công chúa chậm chạp không về cũng đành phải tại hiện thực trước mặt cúi đầu thỏa hiệp nam cung mỹ kêu ánh mắt phức tạp nhìn xem hẳn nói lạc thanh chu hôm nay trong cung nhìn thấy trưởng công chúa đối người như vậy coi trọng nói thật ta rất không hiểu, bất quá bây giờ, ta có thể có chút hiểu được. Người thật sự rất lợi hại, vậy mà chỉ nghe ta nói mấy câu, liền lập tức ta đoán được ý đồ của bọn hắn. Vậy ngươi nhưng có giải quyết chi pháp? Lạc Thanh Chu nói, quận chúa, chuyện này trưởng công chúa sẽ tự mình giải quyết, không cần chúng ta quan tâm. Lấy nàng trí tuệ cung bản sự, muốn giải quyết chuyện này cũng không khó nàng có thể làm ra dạng này một phen sự nghiệp dựa vào là không chỉ có riêng là tiên đế sủng ái nam cung mỹ kiêu giật mình gật đầu nói ngươi nói đúng nàng so với chúng ta thông minh nhiều chuyện này nếu như ngay cả chính nàng đều không giải quyết được chúng ta tự nhiên cũng không giúp được một tay lạc thanh chu nói nàng chỉ là sau so quận chúa ngươi thông minh mà thôi nam cung mỹ kiêu lạc thanh chu gặp nàng ánh mắt nguy hiểm vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi quận chúa ngươi nghi đến làm sao vùng thoát khỏi phía sau người theo dõi sao nam cung mỹ kiêu nhìn hắn chằm chằm tức giận nói ngươi thông minh chính ngươi muốn lạc thanh chu nói ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ liền sợ quận chúa không đáp ứng nam cung mỹ kiêu nghe vậy sửng sốt một chút nói phương pháp gì lạc thanh chu chỉ chỉ phía trước nói phía trước có một chiếc thuyền hoa người nghe phía trên có du dương tiếng đàn có mỹ diệu tiếng ca có vui sướng tiếng cười chúng ta có thể cùng tiến lên đi đến một chút náo nhiệt đợi đến trời tối tự nhiên là có cơ hội rời đi lời này vừa nói ra nam cung mỹ kiêu trong mắt quang mang đột nhiên càng thêm trở nên nguy hiểm nàng hít con người lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu phương cười lạnh nói con có phát tao tiếng kêu ngươi thật giống như chưa hề nói đi là công tử gió mát nhẹ nhẹ sóng biết sập dờn một con treo đầy đèn màu trang trí tinh mỹ thuyền hoa chính dựng ở một hồ xanh nhung tươi tốt lục hà hồng máu ở giữa trên thuyền tiếng đàn du dương tiếng ca uyển chuyển hoan ca tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt lâu một trong đại sảnh tấn khách ngồi đầy trên sân khấu đang có dáng người xinh đẹp nữ tử nghe thường vũ y siêu vẹo nhảy múa nhưng mà trong đại sảnh khách nhân ánh mắt lại đều nhìn xem dèm trâu về sau kia ngồi có trong hồ sơ mấy trước đang cúi đầu đánh đàn thiếu nữ thiếu nữ kia tại dèm trâu về sau mông lung nhìn không rõ lại làm cho rất nhiều nam tử thân hồn điên đảo nhìn không chuyển mắt một khúc ca múa một bộ vàng nhạt váy áo thiếu nữ đi đến sân khấu vẻ mặt tươi cười mở miệng nói chuyện nguyên lai like hôm nay cái này thuyền hoa bên trên ngay tại cử hành thi hội mà đại sảnh trên bàn tiệc ngồi đều là đến từ kinh đô cùng cả nước các nơi tài tử giai nhân cùng lúc đó một con thuyền nhỏ tới gần thuyền hoa đứng tại thuyền hoa lan can chỗ thủ vệ lập tức chú ý tới thuyền nhỏ mắt thấy thuyền nhỏ cũng không lái rời mà là chậm rãi hướng về thuyền hoa lái tới gần vội vàng nghiêm nghị quát các người làm cái gì ngay tại chống thuyền người trèo thuyền quay đầu nói hai vị khách nhân cái này thuyền hoa là đường cô nương hôm nay đường cô nương ngay tại phía trên cử hành thi hội các ngươi không có thiệp mời cũng không thể tùy tiện đi lên nam cung mỹ kiêu đi ra mũi thuyền mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đứng ở mũi thuyền nhìn về phía trước thuyền hoa nói đường cô nương là ai người chèo thuyền vội vàng đáp nên nói trong nhà là làm đại quan đường cô nương thuyền hoa thường xuyên tại tây hồ cùng kinh nguy trên sông du ngoạn cho nên chúng ta đều biết tình huống cụ thể tiểu nhân cũng không biết nam cung mỹ kiêu ra lệnh tiếp tục tới gần không cần để ý hắn người chèo thuyền gặp nàng khí thế mười phần không còn dám nhiều lời đành phải chống đỡ trúc cao tiếp tục để thuyền nhỏ chậm rãi tới gần trên thuyền kia mấy tên thủ vệ vốn đang muốn nghiêm nghị quát lớn bắt quá gặp đầu thuyền đứng đầy thiếu nữ kia quần áo lộng lẫy khí chất bất phàm mà lại bộ rằng dáng người đều không có thể bắt bẻ cho dù là trên thuyền hoa khôi so sánh cùng nhau cũng kém không ít thế là không dám khinh thường mấy người nhìn nhau nhỏ giọng thầm thì nói chẳng lẽ là tiểu thư bằng hữu đang muốn hô cách nó không xa nha hoàn đi thông chi tiểu thư lúc một người hộ vệ trong đó đột nhiên chỉ vào trên thuyền nhỏ nói ta biết vị công tử kia lần trước là tiểu thư tự mình mời hắn lên thuyền thật chứ ngươi thấy rõ ràng chưa thấy rõ ràng vậy công tử dài rất thanh tú còn giống như là cái cử nhân lão gia lúc ấy mang theo mấy cái rất đẹp ra quyến lên thuyền ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu cái kia hẳn là là tiểu thư mời đi lên cho dù tiểu thư không có mời cũng không sao tiểu thư nếu là biết khẳng định sẽ để cho hắn lên thuyền đi thôi chúng ta đi tiếp ứng một chút không phải thuyền này mạn thuyền quá cao bọn hắn anh mấy người đang muốn đi tiếp ứng đột nhiên gặp tên kia bộ dáng rất xinh đẹp dáng người rất tốt thiểu nữ lại nhẹ nhàng nhảy lên trực tiếp từ nhỏ trên thuyền nhảy lên mạn thuyền sau khi hạ xuống cũng vững vô cùng nữ tử kia là tên võ giả mấy người dừng bước một người trong đó vội vàng nói vẫn là đi thông báo một chút tiểu thư tung đối tốt các ngươi nhìn xem ta đi một chút liền về được văn nhân tổ hội tối thị võ giả ra trận nếu là võ giả đột nhiên muốn xuất thủ đả thương người vậy coi như phiền toái bất luận cái gì tài tử xảy ra sai sót bọn hắn đều đảm đương không nổi. Nam cung Mỹ kêu nhảy lên thuyền lớn xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền người nào đó nói, muốn lên tới sao? Lạc Thanh Chu đứng ở đầu thuyền nói, muốn. Nam cung Mỹ kêu khóe miệng hơi vểnh lên, gọi kiêu tỉ. Lạc Thanh Chu nói, không gọi vô nữ hiệp sao? Nam cung Mỹ kêu sầm mặt lại, không cho phép người ở bên ngoài trước mặt sách bốn chữ này. Lập tức lại tăng thêm một câu, Vô là ám khí, Hả có thể để người khác biết. Lạc Thanh Chu nói, chẳng lẽ không phải bởi vì xấu hổ sao? Nam Cung Mỹ Kiêu mở trừng hai mắt, ngươi nói cái gì thử nói lại lần nữa xem lạc thanh chu đưa tay nói kiêu tỷ, kéo ta nam cung mỹ kêu mắt lạnh nhìn hắn châm chọc nói có cốt khí ngươi liền tiếp tục miệng tiện lạc thanh chu nói ta không có cốt khí kiêu tỷ, mau đỡ ta đi lên nam cung mỹ kêu gặp mấy tên hộ vệ kia chính đi tới hưu lạnh một tiếng vươn tay đang muốn kéo hắn đột nhiên lại rút tay về từ trên thân lấy ra một con màu tím khăn tay bọc lại ngọc thủ phương lại đưa tay nói nắm chặt lạc thanh chu bắt lấy nàng tay Đại thủ nắm tay nhỏ, cho dù cách tờ lụa khăn tay, cũng có thể cảm thấy đối phương da thịt ấm áp. Nam cung Mỹ kêu dừng một chút, nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn mấy giây. Phương mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp đem hắn giật đi lên. Lạc thanh chu rơi vào bên cạnh nàng, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Đồ đần. Nam Cung Mỹ kêu cười nhạo một tiếng, đem bao khỏa ở trên tay khăn tay mở ra. Hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lấy hỏi, chiếc khăn tay này ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta liền ném đi, bị ngươi sờ qua. Ta khẳng định là sẽ không lại muốn. Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua, nói, kia ném đi đi, ta cũng không phải nữ tử, muốn khăn tay làm gì. Nam Cung Mỹ kêu hai cây ngón tay ngọc vẫn như cố kẹp lấy khăn tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn, không nói gì, cũng không có ném đi. Kia trên thuyền nhỏ chống thuyền đại thúc, ngừng thuyền nhỏ ngửa đầu mong mỏi cùng trông mong mà nhìn xem kia tại trong gió mát phiêu diêu thiếu nữ khăn tay gặp nàng chậm chạp không ném nhịn không được nói cô nương có thể hay không đem khăn tay ném cho tiểu nhân tiểu nhân lấy về cho nhà ta bà nương cùng nữ nhi dùng lan nam cung mỹ kiều ảnh mắt rét lạnh lướt mắt nhìn hắn tốt đại thúc không có chút gì do dự lập tức chống thuyền xám xịt rời đi đầu cũng không dám về cưa ta vẫn còn muốn đi lạc thanh chu đưa tay ra nam cung mỹ kiều cười lạnh nói như thế miễn cưỡng ta còn là ném bi đi, đi miệng thảo luận lấy ném đi ngón tay nhỏ nhắn nhưng không có buông ra lạc thanh chu nhìn thoáng qua trên mặt nàng thần sắc quả quyết vươn tay một thanh đoạn lấy nói ném đi lãng phí cho ta dùng đi nam công mỹ kiều híp híp con người ngươi phải dùng làm sao lạc thanh chu đem khăn tay nhét vào trong ngực nói ta bụng thường xuyên đau lần sau đi nhà xí lúc có thể cứu cấp nam cung mỹ kiều cầm nắm đấm lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nữ từ ngạc nhiên thanh âm là công tử của nhiên là ngươi nam cung mỹ kiều quay người nhìn lại một tên mặc vàng nhạt vầy ảo nữ tử vẻ mặt tươi cười cùng ngạc nhiên đi tới nói lần trước quen lưu lại công tử địa chỉ con tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại công tử đây công tử mau mời tiến lạc thanh chu nhìn người tới sửng sốt một chút chắp tay nói nguyên lai like là đường cô nương thuyền tay hạ vừa mới thưa thuyền nhỏ đi ngang qua nghe được cái này thuyền hoa phía trên có chút náo nhiệt cho nên liền muốn nhìn lại nhìn không nghĩ tới lại gặp được đường cô nương Đường Yên Nhi cười nói, hoàn toàn chính xác rất khéo, nói rõ tiểu nữ tử cùng là công tử vẫn rất có duyên phận. Nàng vốn là còn rất nói nhiều muốn nói, bất quá gặp thiếu niên này bên cạnh thiếu nữ. Tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, vội vàng cười nói, là công tử, vị này là, Lạc Thanh Chu nói, tiểu thư nhà ta. Đường Yên Nhi sửng sốt một chút, nói, là công tử không phải nhập. Nàng lập tức dừng lại lời nói, cười nói, anh hai vị mời đến bên trong nói chuyện. Lạc Thanh Chu giải thích nói, tiểu thư nhà ta họ cung, ta đến kinh đô về sau, may tại nàng phủ thượng dạy học. Hôm nay khí trời tốt, cho nên chuyên môn theo nàng đến Tây Hồ du ngoạn." Được Yên Nhi cười nói, thì ra là thế, cung cô nương xem xét chính là nhà giàu sang tiểu thư, không biết là nhà ai phủ thượng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nội thành cung gia tựa hồ cũng không nghe qua, chẳng lẽ là ngoại thành." Nam cung Mỹ kiêu thản nhiên nói, "Tiểu môn tiểu hộ không đáng giá nhắc tới." Đương Yên Nhi gặp nàng tựa hồ không muốn nói, cười cười, không có hỏi nhiều nữa, mang theo hai người tiến vào đại sảnh, tuyển một cái chỗ trống, Nhà hoàn lập tức bưng tới một chút tâm cùng nước trà. Đường yên nhi cười nói là công tử thật sự là đúng dịp chúng ta ngay tại cử hành thi hội thơ đề vừa mới ra là công tử muốn hay không tham gia lạc thanh chu nói tai hạ ngồi nhìn một lát náo nhiệt liền tốt được yên nhi ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái nói là công tử họa nguyệt cô nương hôm nay cũng tới là công tử lần trước làm kia hai bài thi từ họa nguyệt cô nương thế nhưng là rất thích đặc biệt là công tử cuối cùng lưu cho họa nguyệt cô nương kia thủ trên biển sinh trăng sáng thiên nhai chúng lúc này họa nguyệt cô nương đặc biệt thích một mực sát người cất xấu. Nếu là họa nguyệt cô nương biết được công tử hôm nay tới, chắc chắn phi thường vui vẻ. Vừa mới thơ đề, cũng là họa nguyệt cô nương ra, công tử nếu là có thể là một bài. Chắc hẳn có thể vụng trộm cho họa nguyệt cô nương một kinh hỉ. Lạc Thanh Chu đang muốn nói chuyện lúc, tạt ở dưới mặt bàn chân đột nhiên bị một chân giẫm ở. Không hăng nghiền ép một chút, hắn vội vàng nói. Đường cô nương, thực sự thật có lỗi, tại hạ hiện tại còn không linh cảm, thực sự làm không ra. Đường Yên Nhi nói, công tử cũng còn không có nghe thơ đề đây, thế nào biết làm không ra. Lạc Thanh Chu nhìn đối diện một chút, chính không biết nên trả lời như thế nào lúc. Nam Công Mỹ kêu đột nhiên mở miệng nói, cái gì thơ đề? ta bình thường cũng thích thi từ, có lẽ có thể giúp hắn làm bên trên một bài. Đường Yên Nhi kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, thơ đề là thu, mùa thu thu, thi từ ca phú không hạn, cung cô nương có thể thử một lần. Nói, để nha hoàn lấy ra bút mực, để lên bàn. Lạc Thanh Chu nói, kia đường cô nương, ngươi đi làm việc trước đi, để cho ta nhà tiểu thư suy nghĩ một hồi, chờ một lúc ta đến giúp nàng mài mực chính là. Đường Yên Nhi cười nói, tốt, cung cô nương viết xong, có thể trực tiếp giao cho nha hoàn. Hai vị như còn có cái gì nhu cầu, cũng có thể trực tiếp nói cho nha hoàn. Nói xong, mang theo nha hoàn, cáo từ rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy dưới bàn con kia dẫm tại chân mình bên trên chân. Càng thêm dùng sức đè ép một chút, vội vàng giải thích nói. Chúng ta lần trước đến Kinh Đô trên đường, chính là quê đường cô nương thuyền tới. Lúc ấy nhạc mẫu đại nhân, tại tiểu thư các nàng đều tại. Ta cùng đường cô nương cũng chính là lần kia nhận biết lúc ấy trên thuyền chính cử hành thi hội đường cô nương không thu thuyền của chúng ta tiền ta không có ý tứ cho nên liền làm hai bài thi tử lưu lại ta cùng đường cô nương không có bất kỳ cái gì quan hệ mập mờ từ ngày đó về sau ta cùng với nàng cũng không có bất cứ liên hệ nào hôm nay ta sở dĩ tới đây chỉ là ngẫu nhiên tới hào hứng nghĩ du lịch tây hồ ta có thể thề tuyệt đối không phải là bởi vì sớm biết được nàng ở chỗ này tổ chức thi hội mới tới nàng vừa mới người cũng nghe thấy chúng ta chỉ là trung học gặp được mà thôi nam cung mỹ kêu ngồi tại đối diện lạnh lấy kiểu diễm như hoa gương mặt xinh đẹp dưới bàn chân đạp chân của hắn nghe hắn liên thanh giải thích ánh mắt an tĩnh nhìn xem hắn đợi hắn sau khi giải thích xong phương nhíu mày nói ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì có quan hệ gì với ta sao lạc thanh chu nói ta đây không phải sợ ngươi hiểu lầm sau đó trở về cùng nhị tiểu thư nói lung tung sao nam cung mỹ kêu cười lạnh nói ta giống như là lưỡi dài người sao lạc thanh chu nhìn thoáng qua nàng phấn nộn miệng nhỏ vừa muốn gật đầu trên chân đột nhiên tê dần đành phải cầm lấy cục mực nhiên miêu tả nói quận chúa nhanh làm thơ đi ta giúp người mài mực nam cung mỹ kiêu trứng mắt liếc hắn một kẻ nói cẩn thận tai vách mạch rừng gọi ta tiểu thư anh tiểu thư lạc thanh chu không quan trọng nam cung mỹ kiêu làm bộ cầm viết lên chấm chấm mức cau mày rất chân thành tự hỏi lạc thanh chu nhịn không được nói tiểu thư chân có thể buông lòng ra sao nam cung mỹ kiêu ngẩng đầu lên nói cái gì chân có thể hay không đừng quấy dây bản tiểu thư suy nghĩ lạc thanh chu không có lại nói tiếp giơ lên cái chân còn lại rơi khỏi dưới váy của nàng cung dẫm tại nàng cái chân còn lại bên trên Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức cứng đờ, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, dư một chút lạnh lùng thốt. Muốn chết, Lạc Thanh Chu nói, thế nào? Nam Cung Mỹ Kiêu hít con người nói, chân thù lấy ra. Lạc Thanh Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái gì chân? Tiểu thư nhanh làm thơ đi, người ta nha hoàn đều tại thu cuốn. Nam Cung Mỹ Kiêu ngẩng đầu nhìn một chút, hai tên nha hoàn của Nhiên đều tại thu quyển. Nàng vội vàng lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Dưới bàn, hai người hai chân trùng điệp, các dẫm một con, không tiếp tục động. Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên nhìn xem hắn nói, ngươi đọc ta viết, Lạc Thanh Chu. Nam Cung Mỹ Kiêu hai chân đột nhiên dùng sức, một chân đối chân của hắn dùng sức, một chân đối mặt đất dùng sức, nói, ngươi đọc không niệm. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, niệm. Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức lại lần nữa chấm mực nước, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt giấy tuyên. Hai con lỗ tai nhỏ dựng lên, tiểu thư là muốn thơ, vẫn là phải từ. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, Nam Cung Mỹ Kiêu nghĩ nghĩ, nói, từ đi bàn tiểu thư thích từ. Lạc Thanh Chu hơi chút trầm ngâm, nói, được. Rất lời, trực tiếp thì thầm, bích vân trời, lá sen địa, sắc thu ngay cả sóng, sóng bên trên hàn yên thúy. Nam cung Mỹ kêu mùa bút thành văn, một mạch mà thành. Đợi lạc thanh chu đọc lên một câu cuối cùng lúc, nàng cũng không đặt bút, làm tên kia thu quyển tiểu nha hoàn đi tới lúc, tha phương khụ khụ một tiếng, chấm chấm mực. Vẻ mặt thành thật viết xuống một câu cuối cùng, sau đó cầm lấy giấy tuyên, làm khô phía trên mực nước, rất chân thành nhìn một lần. Tiểu nha hoàn đi tới nhìn thoáng qua, cười nói, cô nương còn chưa ký tên đây. Nam cung Mỹ Kiêu lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đem giấy tuyên đặt lên bàn, lại cầm lên bút, nghi nghĩ, viết lên tên của mình. Cung Mỹ Kiêu, tiểu nha hoàn thu giấy tuyên, cung kính thổ lui, sân khẩu phía sau trong xương phòng. Đường Yên Nhi đang cùng lau sạch lấy mục đàn họa nguyệt nói chuyện. Nàng cũng không lập tức nói cho họa nguyệt là công tử vừa mới lên thuyền tin tức. Nàng quyết định chờ một lúc cho thiếu nữ này một kinh hỉ. Đường Yên Nhi lại nói vài câu, phương ra cửa. Đợi cửa phòng đóng lại về sau, họa nguyệt đột nhiên đứng dậy, đối ngay tại trước bàn thu thập thư tị áo xanh nha hoàn không người nói. Tiểu thư, sao ngồi lại tới đây? Đấy hồ thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Áo xanh nha hoàn cầm lên một quyển sách, lật ra nhìn xem. Lúc đầu con người đen nhánh đột nhiên biến tinh hồng, thản nhiên nói. Không có việc gì, ta đi lên gặp một người. Trên sân khấu, tiếng đàn vang lên. Mấy tên người khoác xa mỏng, dáng người yểu điệu nữ tử, luận lờ mềm mại từ phía sau đài đi ra bắt đầu đi theo tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa dưới đài lập tức vang lên rất nhiều âm thanh ủng hộ có người đang kêu la lấy đương cô nương để họa nguyệt cô nương ra cùng chúng ta gặp một lần đi có người phụ họa có người thì chế diệu người cũng không có tư cách này lạc thanh chu không dám nhìn trên đài quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã là trạng vạng tối tà dương hơi say rượu trong hồ chiều đến dáng chiều sóng nước lấp loáng kia theo dõi mà đến thuyền nhỏ vẫn tại cách nó không xa đung đưa tại con kia thuyền nhỏ đằng sau đi theo một cái khác thuyền nhỏ đầu thuyền đứng đấy một tên phụ nhân nhìn xem có chút quen thuộc quận chúa người kia tựa như là mộc di lạc thanh chu đột nhiên nói nam cung mỹ kiêu quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua đột nhiên lại nhìn về phía hắn nói của ngươi thị lực tốt như vậy sao ta đều thấy không rõ lắm lạc thanh chu ngừng tạm vẫn như cũ nhìn xem bên ngoài một mặt bình tĩnh nói ta từ nhỏ đã thị lực tốt có thể là trời sinh đi tựa như ta đọc sách nhìn mấy lần sau liền có thể nhớ kỹ nam cung mỹ kiêu nhìn chằm chằm hắn lại nhìn vài lần Phương nhìn về phía ngoài cửa sổ con kia theo dõi thuyền nhỏ nói, bọn hắn còn giống như không chịu hết hy vọng, nếu không chờ trời, trời tối về sau, để bọn hắn nếm thử vôi, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng nói, quận chúa một người hành động, có thể bị nguy hiểm hay không? Nam Cung Mỹ Kiều cũng nhìn về phía hắn nói, ta không phải cho ngươi một túi vôi sao, đến lúc đó ngươi có thể cùng ta cùng đi. Hai người hái mắt nhìn nhau, Lạc Thanh Chu nói, ta sẽ không vung. Nam Cung Mỹ Kiều thản nhiên nói, không có việc gì, đêm nay vừa vặn có thể luyện tập một chút, có ta ở đây bên cạnh chỉ đạo ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ học được lạc thanh chu tránh đi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài nam cung mỹ kiêu vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn lúc này đường yên nhi đột nhiên vẻ mặt tươi cười đi tới nói là công tử có thể đi với ta hậu trường một chuyến sao lạc thanh chu nhìn về phía nàng còn chưa nói chuyện nam cung mỹ kiêu đột nhiên nói kia bài thơ là do ta viết hẳn là để ta đi Đường yên nhi cười nói cung cô nương ngồi tạm một hồi ta nơi đó có một vị cô nương đối là công tử ngưỡng mộ đã lâu vừa mới biết được là công tử lên thuyền, rất muốn gặp thấy một lần là công tử. Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía đối diện người nào đó, hỏi, ngươi có muốn hay không đi? Lạc Thanh Chu đối đường Yên Nhi xin lỗi nói, đường cô nương, ta thì không đi được, nhà ta nương tử quản được gấp, không cho ta gặp cô gái xa lạ. Người cũng biết, ta là người ở rể, thân bất so kỳ. Lời này vừa nói ra, đường Yên Nhi sửng sốt một chút, nhìn hắn đối diện thiếu nữ một chút, nói, là công tử nương tử không phải là không có tối sao. Lạc Thanh Chu hướng về đối diện chết miệng, năng là nhà ta nương tử khuê mật. Đường Yên Nhi liền giật mình, lập tức hiểu được, ánh mắt nhìn về phía nam cung Mỹ Kiêu cười nói. Cung cô nương, ngươi yên tâm, ta chính là mang lạc công tử đi trò chuyện, tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Nam cung Mỹ Kiêu thần sắc thản nhiên nói, không cần nói với ta, không quan hệ với ta, ngươi hỏi chính hẳn có nguyện ý hay không đi. Đường Yên Nhi nói, là công tử, ta không nguyện ý. Lạc Thanh Chu trực tiếp cự tuyệt, nói, thật có lỗi, đường cô nương. Đường Yên Nhi có chút nhiều nhíu mày lại, lại nhìn hai người một chút, không tiếp tục nhiều lời mỉm cười nói, vậy ta trở về phục một tiếng. Nói xong, quay người rời đi, đãi nàng đi xa về sau, Lạc Thanh Chu phương cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới mặt bàn. Vầy tím hạ hai con đôi chân dài, đã rời khỏi hắn bên này. Hai cái chân chỉnh dẫm tại hắn hai cái chân phía trên. Lạc Thanh Chu không nói gì, cúi đầu, không nhúc nhích nhìn xem. Sau một lúc lâu, Nam Công Mỹ Kiều rốt cục nhịn không được nói, người đang nhìn cái gì? Lạc Thanh Chu nói, nhìn chân. Biến thái, nam cung Mỹ kêu hai cái chân, lập tức rụt trở về, giấu ở vầy áo phía dưới, như ẩn như hiện. Hai con người đối với hắn trợn mắt nhìn, Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng nói, "Quận chúa, ta đang nhìn chân của mình, cái này cũng gọi biến thái sao?" Nam cung Mỹ kêu híp con ngươi, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nói, "Mục Di đến đây, không biết phát hiện con kia trên thuyền nhỏ người theo dõi không có." Nam cung Mỹ kêu hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc ta để nàng tại trên bờ chờ lấy tại sao cũng tối lập tức đứng lên nói ta đi ra xe một chút vừa đi ra mấy bước lại đột nhiên quay đầu nhìn xem hắn lạnh lùng thốt là canh chu nếu như chờ một lúc ta trở về phát hiện ngươi không tại ngươi đoán trên người ta hơn 50 tuổi vôi sẽ vung hướng chỗ nào nói xong cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo nện bước đôi chân dài bước nhanh rời đi lạc thanh chu nhìn xem nàng đi ra bùng nhỏ trên tàu đưa tay từ trong ngực lấy ra cái tay kia khăn vừa cẩn thận hồi tưởng đến thần thái của nàng cùng lời nói không chỉ có nói thầm chẳng lẽ đã bắt đầu hoài nghi vừa mới là đang thử thăm dò sao chính tự hỏi sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hắn thu hồi khăn tay bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhưng đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng truyền đến dùng cả mình phảng phất có thứ gì ngay tại xâm nhập thân thể của hắn nhìn trộm thân hồn của hắn hắn bất động thanh sắc tiếp tục xem ngoài cửa sổ trong đại sảnh thanh âm huyên náo lại quỷ dị yên tĩnh trở lại một trận làn gió thơm đột nhiên đánh tới lập tức một thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn nhẹ giọng mở miệng nói nô gia họa nguyệt gặp qua là công tử thanh âm ôn nhu rất yên tai lạc thanh chu quay đầu nhìn lại thiếu nữ trước mặt một bộ màu hồng váy áo bộ dáng có chút xinh đẹp chính hai con ngươi sáng lóng lành đánh giá hắn nhưng lạc thanh chu cũng không có nhìn nhiều nàng một chút ánh mắt nhìn về phía phía sau của nàng một tên áo xanh nha hoàn đứng ở sau lưng nàng gặp hẳn ánh mắt nhìn đến nhìn thẳng hắn một chút lập tức cúi đầu một bộ khiêm nhược bộ dáng thế nhưng là lạc thanh chu lại không hiểu một cảm giác sườn cả tóc gáy là công tử họa nguyệt có thể ngồi xuống sao Phần vay thiếu nữ nói khẽ lạc thanh chu nhìn về phía nàng nói họa nguyệt cô nương tiểu thư nhà ta chờ một lúc liền đến cô nương nếu là có lời gì có thể nói thẳng lúc này trong đại sảnh đột nhiên truyền đến tức giận tiếng chỉ trích người kia là ai họa nguyệt cô nương chủ động đi gặp hắn hắn vậy mà ngồi ở chỗ đó bất động cho dù là giang nam mấy cái kia tài tử cũng không có kiêu ngạo như thế á à họa nguyệt cô nương của nhiên thật xinh đẹp ta hôm nay cuối cùng thấy phương dung vẫn là dính tiểu tử kia ánh sáng không phải họa nguyệt cô nương rất có thể liền sẽ không ra họa nguyệt nhìn trước mắt bộ dáng thanh tù thiếu niên cầm ra bên trong giấy tuyên nói là công tử vừa mới cái này thủ tiểu tử hẳn là công tử viết á lạc thanh chu nói là tiểu thư của nhà ta viết họa nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng hai đầu lông mày tràn đầy vũ mị nói khẽ công tử có thể hay không rời bước nô ra thư phòng nô ra muốn theo công tử trò chuyện trong đại sảnh những người khác nghe đều là đỏ hồng mắt mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị hận không thể lập tức đứng dậy thay hắn đi lạc thanh chu lại trực tiếp đứng lên nói thật có lỗi ta còn muốn ra ngoài bồi tiết tiểu thư nhà ta nói xong không để ý thiếu nữ trước mắt cùng những người khác ngạc nhiên ánh mắt lập tức bước nhanh rời đi đi ra buồng nhỏ trên tàu Một di thuyền nhỏ đã tới gần thuyền hoa nam cung mỹ kiêu nhảy lên tăng cùng mộc di thất giọng nói chuyện lạc thanh chu đi đến mạn thuyền chỗ lúc nam cung mỹ kiêu nhìn xem hắn kinh ngạc nói người ra làm gì lạc thanh chu vội vàng thất giọng nói quận chúa tiếp lấy ta ta muốn nhảy tới rất lời trực tiếp hướng về thuyền nhỏ nhảy xuống nam cung mỹ kêu sửng sốt một chút vừa muốn đưa tay đón đột nhiên lại rút tay về ừm uhm. lạc thanh chu rơi vào trên thuyền nhỏ lại đột nhiên hướng về phía trước một cái lào đào mắt thấy là phải quẳng ghé vào trong khoang thuyền mục di kéo lại hắn lạc thanh chu đứng vững về sau một mặt chưa tình hồn thần sắc vội vàng nói đa tạ mục di nam cung mỹ kêu mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói lạc thanh chu người vội cái gì nhìn thấy quỷ sao Lạc Thanh Chu còn chưa nói chuyện, Họa Nguyệt đã đuổi tới, đứng tại mạn thuyền chỗ, lá trả trực khóc nói. Là công tử, Họa Nguyệt chính là muốn nói cho người nói chuyện, tuyệt không cái khác ý nghĩ xấu. Điểm mấy yêu cầu nho nhỏ, công tử cũng không nguyện ý thỏa mãn Họa Nguyệt sao? Lạc Thanh Chu chắp tay nói, Họa Nguyệt cô nương, tai hạ là có nương tử người, không thể tùy tiện cùng cái khác nữ tử đi quá gần. Tình ngay lì gian, kiểu gì cũng sẽ làm cho người ta chỉ trích xin lỗi hắn nhìn thoáng qua sau lưng nàng áo xanh nha hoàn nói khẽ với bên cạnh mộc di nói mộc di để người chèo thuyền đi mộc di nhìn hắn một cái vừa nhìn về phía tiểu thư nhà mình nam cung mỹ kiêu lạnh mặt nói đi mộc di lập tức đi đối người chèo thuyền phân phó một tiếng người chèo thuyền đáp ứng một tiếng chống đỡ trúc cao thuyền nhỏ bắt đầu lùi lại thay đổi đầu thuyền lạc thanh chu trực tiếp chui vào bùng nhỏ trên tàu nam cung mỹ kiêu lại liếc mắt nhìn đứng tại mạn thuyền trộm vũ mỹ nữ tử cũng quay người tiến vào bùng nhỏ trên tàu chăm chọc nói hôm nay làm sao như thế tự giác lạc thanh chu nhìn bên ngoài một chút nói nàng mời ta đi phòng nàng nói chuyện ta sợ hãi lời này vừa nói ra nam cung mỹ kiều không khỏi phốc phốc cười một tiếng sau đó lại hư lạnh nói ngươi sợ cái gì sợ hãi người ta đem ngươi ăn liền ngay cả bên cạnh mộc di cũng cười lạc thanh chu không có lại nói tiếp nam cung mỹ kiều cười nhạo một tiếng người ta chính là nói cho ngươi nói chuyện lạc thanh chu chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều ngươi lại có tài hoa người ta cũng không nhất định sẽ lấy thân bảo đáp lạc thanh chu nhìn về phía nàng nói quận chúa nếu không ta lại đến đi nam cung mỹ kiêu nhíu mày nói ngươi có thể thử một chút lạc thanh chu không có lại nói tiếp ánh mắt nhìn về phía mạn thuyền trô cái kia đạo dần dần đi xa thân ảnh màu xanh phía sau lưng vẫn như cổ long to dựng ngược lúc này trời chiều đã nhanh muốn sùng núi mặt hồ tia sáng bắt đầu ảm đạm xuống thuyền nhỏ thay đổi phương hướng hướng về lúc đến bên bờ bước đi Mộc di hướng về đằng sau nhìn thoáng qua thấp giọng nói tiểu thư bọn hắn còn tại đằng sau đi theo muốn hay không xử lý nam cung mỹ kiêu nói bọn hắn còn không biết trên bờ phát sinh sự tình nhà mộc di nói cũng không biết không phải đã sớm trở về Lạc Thanh Chu hiếu kỳ hỏi, trên bờ chuyện gì xảy ra? Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn hắn một cái nói, kỳ thật có ba người theo dõi chúng ta, trong đó một cái là buổi sáng cùng chúng ta trong cung đá bóng người, hắn là Trương Yên Nhi một đội, bắt quá đã vừa mới tại trên bờ bị người giết chết. Lạc Thanh Chu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ai giết, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía đối diện phụ nhân nói, là Mộc gì sao? Mộc Di lắc đầu, về mặt nghiêm túc nói, không biết là ai giết, ta lúc ấy phát hiện hắn về sau, ngay tại đường cái đối diện giám thị lấy hắn ai ngờ hắn đột nhiên liền đầu một nơi thân một nẻo ngã trên mặt đất ta căn bản cũng không có nhìn thấy hung thủ cũng không có thấy vũ khí lạc thanh Chu nghĩ nghĩ nói có phải hay không là có võ giả đứng ở đằng xa sử dụng ám khí đâu nam cung mỹ kiêu nhìn hắn một cái mộc di nói ta cũng là nghĩ như vậy bất quá đối phương là võ giả không biết cái gì ám khí có thể thần không biết quỷ không hay cắt mất đầu của hắn lạc thanh chu nói ta từng đọc qua một bản tiểu thuyết võ hiệp trong đó có một kiện ám khí là cực kỳ sắc bén sợi tơ trong suốt khó gặp giết người ở vô hình chỉ cần tốc độ rất nhanh giống như đao kiếm sắc bén lấy đầu người dễ như trở bàn tay mục di nhìn xem hẳn nói là công tử hiểu thật nhiều bất quá võ giả cũng không phải người bình thường mang da cơ bắp xương cốt đều có rất mạnh lực phòng ngự sợi tơ chỉ sợ không được lạc thanh chu anh một tiếng không có lại nói bậy nam công mỹ kiêu nhìn hắn một hồi nói lạc thanh chu vậy ngươi suy nghĩ một chút làm như thế nào vứt bỏ phía sau người theo dõi hai người kia tạm thời còn không thể giết thả bọn họ trở về đem trên bờ người kia chết nói cho trong cung vị kia có lẽ có thể để nàng yên tĩnh một đoạn thời gian dù sao người kia chết rất quỷ dị lạc thanh chu nhìn trên bờ một chút nói kỳ thật không cần mặt khác nghĩ biện pháp cho bọn hắn đi trên bờ nhìn thấy thi thể của người kia tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục theo dõi nam cung mỹ kêu mõm đầu nhìn phía trên bờ mặc dù đã qua thật lâu nhưng bên bờ vẫn là bu đầy người người kia đầu một nơi thân một nẻo thi thể tựa hồ còn nằm ở nơi đó quan phủ người đã tới vẫn tại nghiệm thi cùng điều tra hiện trường thuyền nhỏ rất mau tới đến bên bờ ba người lên bờ đi đến đám người vây xem đằng sau hướng về bên trong nhìn thoáng qua chỉ thấy đây đất máu tươi cô thi thể kia đã bị vải trắng đóng phương viên 20 mươi mét chỗ đều bị thanh không phong tỏa quan phủ người ngay tại bốn phía lúc xoát dấu vết để lại bên cạnh trên cây liễu cũng có người bò lên cẩn thận kiểm tra kia hai tên theo dõi nam tử còn không biết xảy ra chuyện gì lên bờ về sau cũng tiền đến đám người đằng sau đưa cổ nhìn xem náo nhiệt làm mộ tác để lộ vải trắng lộ ra một chương chừng tó mắt đẫm máu đầu lúc kia hai tên nam tử lập tức chấn động toàn thân, bị hù mặt không còn chút máu. Đi thôi, nam cung mỹ kiêu nhìn hai người một chút, quay người đi hướng lập tức đường đối diện. Ba người ngồi lên xe ngựa, rất nhanh rời đi, làm kia hai tên nam tử kịp phản ứng lúc, xe ngựa đã biến mất tại ngựa xe như nước trên đường phố. Xe ngựa rất mau tới đến lá phong hẻm nhỏ, cũng không có đi vào. Nam cung mỹ kiêu lấy ra một con bình xứ, đưa tới lạc thanh chú trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: đây là tiểu nhị cho huyền thiên ngọc nữ thụ xương sớm ngươi lấy về đi ta liền không đi qua ta sẽ ngọn này quá dễ thấy đến nhanh về nội thành mấy ngày nay ngươi không thể chạy loạn trở về đen sự tình hôm nay một năm một người nói cho vi mặc để mọi người tạm thời đều không cần đi ra ngoài ta sẽ phái người đi thăm dò nhìn tình huống có tin tức ta sẽ đến thông trí các ngươi lạc thanh chu tiếp nhận bình sử nói đa tạ quận chúa đang muốn xuống dưới lúc nam cung mỹ kiêu đột nhiên lại nói ở nhà hào hảo luyện tập ta truyền thụ cho người đồ vật đến lúc đó ta sẽ đến kiểm tra lạc thanh chu nhẹ gật đầu xuống xe ngựa hướng về bốn phía nhìn thoáng qua bước nhanh tiến vào hẻm nhỏ trên xe ngựa màn cửa dốc lên nam cung mỹ kiêu tại trong xe ánh mắt an tĩnh nhìn hắn bóng lưng đột nhiên nói một di lạc thanh chu hôm nay trong cung tắm rửa hắn thay đổi quần áo bẩn đâu một di nghe vậy sửng sốt một chút nói hắn là bị cung nữ nén xuống đi nam cung mỹ kiêu không có lại nói tiếp Mộc Di nhìn nàng một cái, nói, tiểu thư đang hoài nghi cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn xem trống không hẻm nhỏ, trầm mặc một hồi, lầm bầm. Ta cũng không biết, Mộc Di nhìn thoáng qua trở tối sắc trời, nói, tiểu thư, cần phải đi. Nam Cung Mỹ Kiêu buông xuống màn cửa, nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời hẻm nhỏ. Một lát sau, trong xe đột nhiên truyền đến Nam Cung Mỹ Kiêu thanh âm. Mộc Di, chờ một lúc đi tiệm thuốc. Mộc Di nghe vậy liền giật mình, nghi ngờ nói, tiểu thư muốn mua thuốc gì? Nam Cung Mỹ Kiêu nói, độc phấn, thuốc mê, lập tức lại nói, lại đi tiệm tạp hóa, ta muốn mua chương mặt nạ phòng độc, lại mua mấy đầu huyền thiết sợi tơ. Mộc Di ngốc trệ một chút, nói, tiểu thư mua những thứ này, yên tâm đi, ta sẽ không đối với người bình thường sử dụng. Đây đều là lấy tính mạng người ta ám khí, ta biết được nặng nhẹ. Tiểu thư, ngươi thật tin lời của tiểu tử đó, sợi tơ có thể lấy đầu người sò. So. Trong xe ngựa trầm mặc một chút, sau đó nói, tin, màn đêm buông xuống. Tần phủ cửa ra vào, đã phủ lên đèn lồng. Lạc Thanh Chu trở về lúc, Tần Nhị tiểu thư chính hát lên kia thần tuyết bạch hồ cầu, nhu nhu nhược nhược, an tĩnh tại cửa chính chờ đợi. Nhập thu ban đêm, có chút hàn ý, thiếu nữ này vẫn như cũ sợ lạnh. Thu Nhi mang theo đèn lồng, đứng tại trước người của nàng. Châu Nhi thì che dù, đứng tại bên cạnh nàng, vì nàng che đậy gió lạnh. Chủ tớ ba người ánh mắt đều an tĩnh nhìn qua trước mặt hẻm nhỏ, yên lặng chờ đợi người nào đó tống như nguyệt đã làm tốt cơm tối tân đại tiểu thư cũng bị kêu lên trong đại sảnh bên ngoài trên hành lang đứng đấy ăn tĩnh nhìn xem trong đình viện trắng loạn ánh trăng Tân văn chính ngồi ở đại sảnh thần sắc nghiêm túc người một nhà đều đang đợi lấy cuối cùng một vị thuốc lạc thanh chu từ nhỏ mõ hẻm trong bóng tối đi ra ngoài một chút liền thấy được cửa chính cái kia đạo nhu nhược thân ảnh hắn sửng sốt một chút bước nhanh hơn châu nhi nhìn thấy hắn trở về vội vàng không kịp chờ đợi hỏi cô ra thuốc lấy được sao lạc thanh chu bước lên bậc thang nói lấy được Châu Nhi lập tức nhảy cứng gieo hò. Thu Nhi trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Lạc Thanh Chu đi lên trước, đem Tần Nhị tiểu thư ôm vào trong lòng, vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, nói khẽ: Không sao. Tần Vi mặc ôm thật chặt hắn, ôn nhu nói: Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu ánh mắt nhìn về phía đại môn bên trong, xuyên qua đình viện, thấy được hành lang bên trên cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, nàng cũng chính nhìn xem hắn. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, ôm trong ngực thiếu nữ đầu, dùng cái chán nhẹ nhàng lề mề một chút chán của nàng, ôn nhu nói: Đi, đi vào nhà, bên ngoài lạnh, mê mơ, hai người nắm tay, tiến vào cửa chính. Thu Nhi đốt đèn lồng, đi ở phía sau. Châu Nhi thu hồi dù, nhún nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi theo bên cạnh. Tiến vào đình viện, Tân Vi mặc thấy được hành lang bên trên cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, tay vùng vẫy một hồi. Tư lạc thanh chu trong lòng bàn tay đem ra, sau đó đi đến hành lang nói khẽ. Tỷ tỷ, đi vào ăn cơm đi. Tân kiên gia không nói gì, xoay người, vào phòng. Tân Vi mặc nhìn nàng thanh lãnh bóng lưng một chút, lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Bách Linh. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp nói, nhị tiểu thư, Tần Vi mặc hỏi, Hạ Thiền đây. Bách Linh nói, Thiên Thiền không đến, tại trong hoa viên luyện kiếm. Tần Vi mặc dừng một chút, quay đầu nói, Thanh Chu ca ca, chờ một lúc người đi trước cho Hạ tiền đưa chút cơm đi. Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, hai người tiến vào đại sảnh. Tống Như Nguyệt sớm đã các loại nôn nóng, cấp hắn tiền đến, liền vội vàng hỏi, Thanh Chu, thế nào? Khe huyền thiên ngọc nữ thụ xương sớm lấy được sao lạc thanh chu nói lấy được mỹ kiều quận chúa cho ta tống như nguyệt hướng về ngoài phòng nhìn thoáng qua kỳ quái nói mỹ kiều đây nàng tại sao không có đến lạc thanh chu nhìn người trong phòng một chút gặp tần nhị ca cũng tại phương đối tần văn chính nói nhạc phụ đại nhân ta có lời muốn nói tống như nguyệt sửng sốt một chút ta muốn hỏi thăm lúc tần văn chính đột nhiên mở miệng nói kiêm gia vi mặc xuyên nhi các người lưu lại người còn lại đều lui ra đi lập tức lại nói bách linh người cũng tiến vào nha bách linh đáp ứng một tiếng từ ngoài cửa tiến đến cái khác nha hoàn đều lui xuống đóng cửa lại tần văn chính phân phỏ nói bách linh lập tức đóng cửa lại tống như nguyệt nhịn không được nói lão gia ta đây tần văn chính không để ý tới nàng đứng người lên vẻ mặt nghiêm túc nói thanh chu chuyện gì người nói đi lạc thanh chu không do dự đem hôm nay trong cung phát sinh sự tình cùng khi trở về bị người theo dõi sự tình đều một năm một người nói một lần Trương Thái Phi có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, quận chúa để chúng ta tạm thời đều không cần đi ra ngoài, nàng đi trước giúp chúng ta nghe ngóng tin tức. Đám người nghe xong, đều là câu mày, rơi vào trầm mặc. Tần Xuyên đột nhiên cầm nắm đấm cả giận nói, Lần yếu sợ mạnh, khi người quá đáng. Nếu để cho ta gặp được, một quyền đem bọn hắn đầu đánh nát. Tống Như Nguyệt nhìn hắn một cái, trách mắng, ngươi ngậm miệng, người ta là hoàng thần quốc thích, ngươi chọc được nổi. Tần Văn chính xác mặt âm trầm, trầm ngâm nửa ngày, nói, từ hôm nay trở đi, mọi người tạm thời đều không cần ra cửa. Xuyên Nhi, ngươi cùng chu thông bọn hắn, ban đêm nhớ kỹ đổi cương vị trong phủ tuần tra, không thể chủ quan. Tần Xuyên lập tức nói, cha yên tâm, ai dám tiến đến, ta cam đoan để hắn có đến mà không có về. Tần Vi mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, Trương Thái Phi khả năng không dám làm loạn. Bắt quá từ Thanh Chu ca ca vừa mới miêu tả tình huống đến xem, tên kia gọi Trương Yên Nhi nữ hài, có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ tính cách của nàng đến xem, chỉ sợ sẽ làm ra càng thêm chuyện quá đáng. Lạc Thanh Chu gật đầu nói, cô bé kia ngang ngược, phi thường bá đạo, ngay cả Mỹ kiều quận chúa cũng dám đánh. Hơn nữa lúc ấy Thái Hậu cùng đoan vương gia cũng ở tại chỗ, nghi đến nàng từ nhỏ đã bị nhân sùng. Khẳng định chịu không được dạng này khí, người nhà của nàng chỉ sợ cũng nuốt không trôi một hơi này, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Mấy người lại thương lượng một hồi, Tần Văn Chính nói, ăn cơm trước đi, dưới chân thiên tử, đi đến bọn hắn cũng không dám quá trắng trợn binh tới tường đỡ nước tới đất ngăn chúng ta tần ra cũng không phải dễ khi dễ tống như nguyệt cũng nói đúng chúng ta tần ra cũng không phải dễ khi dễ lập tức lại nói đúng rồi thanh chu ngươi đi trong cung nhìn thấy trưởng công chúa sao nói chuyện với nàng hay chưa lạc thanh chu biết được trong nội tâm nàng ý nghĩ nói nhạc mẫu đại nhân trưởng công chúa bây giờ tự thân khó đảm bảo đã bị giam lỏng trong cung cũng đừng trông cậy vào nàng tống như nguyệt nghe xong lập tức biến sắc mấy người tại trước bàn ngồi xuống ăn không biết vị đang ăn cơm tần vi mặc nhẹ giọng a nùi Mâu thân, không có chuyện gì, chúng ta tần ra nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không phải là đã tới sao. Hiện tại lại nhiều tỷ phu, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua nan quan. Tống như Nguyệt lơm nàng một chút hỏi, ai là người tỷ phu? Tần Vi mặc cúi đầu ăn cơm, không có lên tiếng nữa. Tân đại tiểu thư từ đầu đến cuối, đều không nói gì. Cầm nước xong xuôi, mọi người tại bầu không khí ngột ngạt bên trong tán đi. Đắc tội hoàng thần quốc thích, lại ở tại thế lực của đối phương phạm vi bên trong bọn hắn mới tới kinh đô có thể không lo lắng sao lạc thanh chu cùng tần đại tiểu thư cùng tần nhị tiểu thư cùng một chỗ trở về bách linh cùng thu nhi mang theo đèn lồng ở phía trước chiếu đường lạc thanh chu cùng tần nhị tiểu thư đi theo tần đại tiểu thư sau lưng trên đường đi tất cả mọi người không nói gì đến mai hương vườn nhỏ lúc tần nhị tiểu thư mới lên tiếng nói thanh chu ca ca lên tỷ tỷ đưa trở về hôm nay vất vả ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút lạc thanh chu nhẹ gật đầu hỏi nhị tiểu thư người hôm nay lại ho khan sao sau lưng châu nhi vội vàng thay mặt đáp ho khan hai lần bất quá không có ho ra máu cô ra tiểu thư lúc nào có thể uống thuốc lạc thanh chu nhìn nàng một kẻ nói thuốc ta đều cho phu nhân nàng buổi sáng ngày mai liền đi nấu thuốc châu nhi nhìn xem hẳn nói cô ra thuốc kia thật sẽ hữu hiệu quả sao lạc thanh chu dừng một chút nói sẽ châu nhi còn muốn hỏi thăm tần nhị tiểu thư nói châu nhi dìu ta đi vào đi châu nhi vội vàng đáp ứng một tiếng ta lấy nàng tiến vào tiểu viện thu nhi sớm đã mang theo đèn lồng đi ở phía trước chiếu đường cô ra, ngủ ngon. Thu nhì phất phất tay, đóng lại cửa sân. Lạc Thanh Chu lúc này mới đi theo tần đại tiểu thư cùng một chỗ, tiếp tục đi đến phía trước. Đại tiểu thư, đêm nay còn muốn nghe cố sự sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, tần kiêm ra trầm mặc một chút, nói, không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Bách Linh mang theo đèn lồng, ở phía trước quay đầu nói, cô ra, ngươi hôm nay đã bóng khẳng định rất vất vả, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Đêm mai lại tiếp tục kể chuyện xưa, Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, đi vào Linh Thiền người cùng lúc, Bách Linh nói, cô ra, trở về đi, không cần tiền đến. Lạc Thanh Chu dương lên trong tay hộp cơm nói, Hạ Thiên còn chưa có ăn cơm, ta đi xem một chút nàng. Bách Linh đi tới, từ trong tay hắn cầm qua hộp cơm nói, ngày mai lại nhìn đi, ve thiền đêm nay đang luyện kiếm, không nên quấy giày nàng. Giống như ngay tại thời điểm then chốt đây, Lạc Thanh Chu nhìn trong nội viện một chút, không còn nói thêm nữa, nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Bách Linh đứng ở ngoài cửa, nhìn xem hắn dần dần đi xa bóng lưng, đột nhiên truy vào tiểu viện nói. Tiểu thư, cô ra đêm nay thật ôn nhu à, có phải hay không hôm nay ở bên ngoài làm có lỗi với chúng ta sự tình? Chán, ta nói là, có lỗi với nhị tiểu thư sự tình. Lạc Thanh Chu trở lại trích tiên cư, nói với tiểu điệp một tiếng, trực tiếp đi hậu viện. Luyện một canh giờ mai hoa phân phi quyền pháp, lại đánh mấy bộ ngưu ma thần công. Toàn thân xuất mồ hôi về sau, mới trở về phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong, lại ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn một hồi sách. Nhanh dạng sáng lúc, mới trở về đến ngủ trên giường cảm giác tiểu điệp thổi tắt ngọn đèn bỏ lên giường chui vào trong ngực của hắn nói khẽ công tử người hôm nay nhìn tâm sự nặng nề là gặp được khó khăn gì sao lạc thanh chu cầm nàng kiều nộn tay nhỏ nói là gặp một chút khó khăn bất quá không có việc gì công tử có thể giải quyết tiểu điệp ôm chặt hắn gương mặt trôn ở cổ của hắn bên trong ôn nhu nói nô tỳ sẽ vĩnh viễn bồi tiếp công tử công tử nếu như cảm thấy cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi chúng ta có thể rời đi đi một chỗ không người chúng ta có thể mang theo nhị tiểu thư cùng một chỗ chính chúng ta trồng trọt, chính mình xây cái căn phòng nhỏ, còn có thể nuôi một chút tiểu động vật. Chỉ cần công tử có thể hài lòng, nô tỳ nguyện ý bồi công tử đi chân trời góc biển. Dạng gì sinh hoạt nô tỳ đều nguyện ý. Lạc Thanh Chu trong lòng trào lên một dòng nước ấm, cúi đầu hôn lấy một chút chán của nàng nói: Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta mang cũng không chỉ nhị tiểu thư. Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, nói: Đúng rồi, con có thu nhi tỷ tỷ, còn có Hạ Thiên tỷ tỷ, Bách Linh tỷ tỷ. Dừng một chút, nàng đột nhiên lại nói: Công tử, nô tỳ kỳ thật cảm thấy đại tiểu thư rất tốt cũng rất đáng thương nếu quả thật có một ngày như vậy nô tỳ hy vọng công tử cũng mang nàng cùng một chỗ có được hay không đại tiểu thư hẳn là thích nhất cuộc sống như vậy lạc thanh chu trầm mặc một chút vuốt ve mái tóc của nàng nói tốt tất cả nghe theo người ngươi nói mang ai liền mang ai đen châu nhi mai nhi tiểu đó các nàng đều mang lên cũng không quan hệ tiểu điệp lập tức phốc phốc cười một tiếng ngừng khuôn mặt nhỏ nói công tử ngươi thật tham nam nha cô gái nhiều như vậy tử ngươi sủng hạnh tới sao Lạc Thanh Chu tay nằm lấy đáng yêu con thỏ nhỏ nói, công tử liền súng hại ngươi một người, cái khác, công tử căn bản cũng không để ý đến các nàng, mới không tin đâu à. Tiểu Điệp đột nhiên yêu kiều một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhiễm lên đỏ ửng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức mềm nhũn tại hắn trong ngực. Công tử, nàng đột nhiên rút vào trong chăn, Lạc Thanh Chu thần hồn khẽ động, đột nhiên cảm thấy trong túi chữ vật ngọc thạch chấn động một chút, hắn te một tiếng, thân thể cứng đờ, đưa tay đem ngọc thạch đem ra, ngước mắt nhìn lại. Tiểu Nguyệt, hảo ca ca muội muội rất nhớ người lúc nào đến kinh đô lạc thanh chu hồi phục nhanh tiểu nguyệt rất nhanh lại phát tới tin tức ca ca bây giờ tại làm gì đâu có thời gian cho muội muội kể chuyện xưa sao lạc thanh chu nói không có thời gian nói xong trực tiếp thu hồi ngọc thạch bắt đầu hung hăng trừng phạt lấy cái nào đó tiểu nha đầu ba canh sau lạc thanh chu thần hồn xuất khiếu bay về phía tây hồ tây hồ lầu các phía trên cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào sớm đã đứng ở nơi đó gió đêm phất qua mang theo một chút hơi lạnh phù động nên nàng thuần chẳng vẻ áo cùng mái tóc đen nhánh cùng kia đen nhánh mà thâm thúy con người nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó tuyệt mỹ không tì vết gương mặt tắm rửa lấy trắng loạn ánh trăng trở thành tây hồ cảnh đêm bên trong đẹp nhất một bức tranh cho dù cái kia đạo dấu ở phía dưới trong hồ nước đáng sợ bóng ma cũng nhìn ngây dại ánh trăng ôn nhu gió mát quất vào mặt lạc thanh chu bây giờ tốc độ phi hành đã rất nhanh cho dù là ban đêm chim bay cũng theo không kịp không bao lâu hắn đã đi tới tây hồ lầu các phía trên cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh đã sớm tới chính cao Ngào an tịnh đứng ở nơi đó vây trắng bồng bềnh mông lung như nguyệt quang hạ tiên tử mặt hồ tạo nên gợn sóng nước hồ sóng nước lấp loáng ban ngày bên trong náo nhiệt tây hồ giờ phút này tĩnh mịch im ắng phẳng phất cũng lâm vào ngủ say lạc thanh chu bay xuống tại lầu các đối trước mắt thiếu nữ vẫn như cố cùng kính hưu lễ nguyệt tỷ tỷ đợi lâu xanh nhạt thân ảnh nhàn nhạt, 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 mở miệng nói kể chuyện xưa đi lạc thanh chu không do dự được hắn mặc dù rất muốn mau chóng tu luyện thân hồn rất muốn mau chóng tấn cấp nhưng cũng không nói thêm gì trợ giúp là lẫn nhau đối phương đã trợ giúp hắn rất nhiều hắn tin tưởng chỉ cần mình lấy thành đối đãi đối phương cũng nhất định sẽ tiếp tục trợ giúp hắn mà lại hắn đã đem tình huống của mình nói cho nàng biết pháp bản từ sinh lòng vẫn là từ tâm diệt sinh diệt tận do ai mời quân tự biện đừng lạc thanh chu bắt đầu tiếp lấy lần trước cố sự nói sinh nhạt thân ảnh đứng tại mái cong ánh mắt nhìn qua xa xa hắc ảm an tĩnh nghe phía dưới trong hồ nước một vệt bóng đen ẩn nấp tại lầu các trong bóng tối cũng tại tĩnh tâm lắng nghe không nhúc nhích đợi hai chương về kể xong xanh nhạt thân ảnh lại mở miệng nói kinh thư lạc thanh chu nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút lại tiếp lấy lần trước kinh thư nói thượng thiện nhược thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh chỗ đám người chỗ ác khi hắn kể đạo đức kính lúc cả tòa tây hồ đột nhiên biến lần nữa yên tĩnh im ắng cơ hồ ngay cả tiếng gió đều đình chỉ lầu các trong bóng tối cái kia đạo dấu ở trong nước bóng đen mở to cặp kia tinh hồng hai mắt hai đầu lông mày con kia đỏ tươi dựng thẳng đồng cũng có chút mở ra lúc đầu nó xuất hiện bốn phía tôm cá sớm đã trốn vô tung vô ảnh nhưng giờ phút này những cái kia tôm cá nhưng lại bơi trở về tựa hồ không có phát hiện nó tồn tại có chút ngư nhi thậm chí bơi đến nó bên cạnh nổi lên mặt nước thông khí biết thường cho cho chính là công công chính là toàn toàn chính là trời trời bèn nói nói chính là lâu lạc thanh chu kể xong đoạn này xanh nhạt thân ảnh mới lên tiếng nói được rồi trong hồ nước đạo hắc ảnh kia trong đầu ông ông tác hưởng một mực quanh quần hắn vừa mới giảng kia vài đoạn kinh pháp chấn điếc phát quý phẳng phát rất nhiều năm trước lần thứ nhất khai linh trí như vậy làm nó toàn thân run rẩy lúc này đã là canh bồn sáng xanh nhạt thân ảnh chậm rãi sai người nhìn về phía sau lưng thiếu niên nói tòa hạ tu luyện vận chuyển ta trước đó truyền thụ cho người nội công tâm pháp ta giúp người tụ tập ánh trăng lạc thanh trung nghe vậy liền giật mình nhưng không có hỏi nhiều lập tức khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại trắng loạn ánh trăng rơi vào trên người hắn rất nhanh một tia nguyệt hoa chi lực tiến vào hắn thần hồn Xanh nhạt thân ảnh đột nhiên bay lên giữa không trung, hóa thành một đạo trong suốt vòng xoáy, bắt đầu ở giữa không trung xoay chậm chậm, chiều xuống cả tòa tây hồ bên trên ánh trăng, đột nhiên biến am đạn xuống. Tất cả ánh trăng đều bị tụ tập đến giữa không trung cái kia đạo vòng xoáy bên trong lập tức từ vòng xoáy phía dưới rơi xuống, chiều xuống lạc thanh chu đỉnh đầu. Lạc thanh chu đột nhiên cảm thấy liên tục không ngừng nguyệt hoa chi lực từ đỉnh đầu vọt tới, rất mau tiến vào đến hắn thân thể, thể nội hồn lực cũng hóa thành một cơn lốc xoáy, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa những này nguyệt hoa chi lực. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu đột nhiên âm âm một tiếng truyền đến một đạo tiếng sấm lạc thanh chu bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại một đạo thô to tử sắc lôi điện phách tràn tại cái kia đạo trong suốt vòng xoáy bên trong nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tiếp tục vòng xoáy bên trong truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm lạc thanh chu lập tức nhắm mắt lại tiếp tục vận chuyển tâm pháp thôi động thể nội hồn lực nhanh chóng luyện hóa trên đỉnh đầu vội ua mà đến nguyệt hoa chi lực oanh lại một đường tiếng sấm lên đỉnh đầu vang lên lạc thanh chu tâm vô bằng vụ tiếp tục tu luyện Lan đạo thứ ba tiếng sấm vang lên lúc, trên đỉnh đầu ánh trăng mới dần dần biến ít, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thanh Chu toàn bộ thân hồn ấm áp dễ chịu, có loại vẫn chưa thỏa mãn sảng khoái cảm giác. Hắn thu hồi công pháp, mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu cái kia đạo vòng xoáy đã biến mất không thấy gì nữa, ánh trăng một lần nữa phân tán mà ra, chiếu xuống cả tòa Tây Hồ, mà cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã bay súng súng tới, đứng ở mái cong phía trên, Lạc Thanh Chu cảm thấy thể nội hồn lực sôi trào mãnh liệt vừa mới tu luyện hiển nhiên vô cùng có hiệu quả thậm chí so ra mà vượt hẳn đã từng 10 ngày nửa tháng tu luyện hắn đứng người lên thật sâu bái mặt mũi tràn đầy cảm kích nói nguyệt tỷ tỷ cảm ơn ngươi xanh nhà thân ảnh nhìn qua xa xa hắc ám thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh ngươi vừa mới cũng giúp ta lạc thanh chu hiếu kỳ nói nguyệt tỷ tỷ vừa mới kia tiếng sấm là chuyện gì xảy ra là ngươi cố ý dẫn tới vẫn là Xanh nhạt thân ảnh thản nhiên nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần phải trở về. Lạc Thanh Chu gặp nàng không muốn trả lời, lại gặp thời điểm xác thực đã không còn sớm. Sáng mai còn phải sớm hơn lên đi tìm đao tỷ bái sư, đành phải cáo từ rời đi. Thân hồn bay lên giữa không trung, rất nhanh tại biến mất tại xa xa trong đêm tối. Tây hồ lần nữa an tĩnh lại, xanh nhạt thân ảnh trên người vầng sáng, dần dần tán đi, tuyệt mỹ không tì vết trên gương mặt, lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Nàng đột nhiên đang mái cong biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một sợi ánh trăng lập tức kia ảnh trăng hóa thành một thanh kiếm như lưu tinh trụy lạc bá một tiếng đâm vào trong hồ nước soạt trong hồ nước đột nhiên lộ ra một viên đầu có hai sừng chán màu dựng thẳng đồng quái vật đột nhiên há mồm phun ra một ngụm cột nước kia cổ nước hóa thành một thanh cự kiếm đón lấy kia ánh trăng chi kiếm nhưng trong né mắt bị đánh trả mà ra kia trong nước quái vật lập tức chìm vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa mà chui này ánh trăng chi kiếm cũng đi theo tiến vào đáy hồ vạch nước mà đi tốc độ vẫn như cũ rất nhanh đáy hồ sóng ngầm phun trào mặt hồ nhẹ nhàng lắc lư bọt nước bay lên bắn lên bờ hồ tung tóe ướt trên bờ giường liễu không biết qua bao lâu nước hồ mới dần dần bình tĩnh trở lại lầu các mái cong phía trên cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh chẳng biết lúc nào lại đứng ở nơi đó mà tại đối diện mái cong phía trên thì quỷ dị đứng tại một thân ảnh khác đó là một người mặc váy đen trên trán điểm một viên đỏ tươi ẩn ký con người xanh biết quỷ dị thiếu nữ tại thiếu nữ kia trần trụi một đôi tuyết trắng tiên tú chân ngọc chân phải cổ chân chỗ buộc lên một đầu mang theo linh đang dây đỏ tại nàng cổ tay phải chỗ thì có máu tươi tràn ra thiếu nữ kia quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi như hắc phủ khí tức hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng tại hai bên mái cong bên trên phía trên hai mắt nhìn nhau không nói một lời trầm mặc hồi lâu cái kia quỷ dị thiếu nữ mới lên tiếng nói có thể hay không cho một lý do xanh nhạt thân ảnh không nói gì quỷ dị thiếu nữ lần nữa nói người đã đến năm ngày mỗi ngày đều đến đánh ta ngay cả ta độ lối tiếp lúc đều không buông tha ta nhưng cũng không giết ta là ý gì Xanh nhạt thân ảnh lại trầm mặc trong chốc lát, mới lên tiếng nói: "Ta cần máu của ngươi." Quỷ dị thiếu nữ, "ngươi biến thái." Xanh nhạt thân ảnh thản nhiên nói: "Ta đã đền bù ngươi." Quỷ dị thiếu nữ nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói: "Chỗ nào bồi thường? Ở đâu?" Xanh nhạt thân ảnh nói: "Ngươi nghe hai ngày kinh pháp." Quỷ dị thiếu nữ lập tức cười nhạo một tiếng: "Cũng không phải ngươi truyền pháp, ngươi không phải cũng đang nghe người ta truyền pháp." Xanh nhạt thân ảnh trầm mặc một chút, nói: "Hắn là trong nhà của ta người." "Ồ." Quỷ dị thiếu nữ trong mắt đột nhiên lộ ra một vòng mỉa mai. Người xác định sao? Thế nhưng là ta nhìn hắn thái độ đối với ngươi, không hề giống. Hắn đối ngươi như vậy cung kính, ngươi đối với hắn như vậy lãnh đạo. Người xác định các ngươi là người một nhà. Xanh nhạt thân ảnh nói, vâng. Quỷ dị thiếu nữ lập tức hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói một chút, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Là huynh muội, là tỷ đệ, vẫn là cái gì? Ta mặc dù không phải người, nhưng ta đọc qua không ít nhân loại thư tịch, cũng tại cái này tây hồ nhìn qua không ít nhân loại gia đình, nhưng từ chưa thấy qua các người dạng này người một nhà. Ngươi nói là lúc có thể hay không đánh trước cái nghĩ sẵn trong đầu xanh nhạt thân ảnh trầm mọc xuống không có trả lời quỷ dị thiếu nữ mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói nhìn á khẩu không trả lời được á nhìn các người lẫn nhau thái độ nhiều nhất chỉ là bằng hữu bình thường hoặc là lợi dụng lẫn nhau quan hệ chờ hắn không có giá trị lợi dụng hoặc là chờ ngươi không có giá trị lợi dụng đoán chừng các ngươi liền giải thể đúng hay không xanh nhạt thân ảnh lại trầm mặc trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía nàng quỷ dị thiếu nữ lại chăm chọc nói mặc dù ngươi vừa mới giúp hắn tu luyện yên lặng chịu đựng thiên phạt xét đánh nhìn xem rất làm cho người khác cảm động nhưng hiển nhiên ngươi là vì hắn kinh thư cùng trong chuyện xưa ngộ đạo chi pháp ta nói đúng không ngươi ngươi muốn làm gì xanh nhạt thân ảnh trong tay nhiều một thanh ảnh trăng bảo kiếm quỷ dị thiếu nữ biến sắc nói ngươi vừa mới đen ta làm chảy máu chẳng lẽ còn không đủ sao hiện tại một đêm một lần đấu không thỏa mãn sao lòng tham không đáy nữ nhân soạt xanh nhạt thân ảnh kiếm trong tay đột nhiên sáng lên quang mang Quỷ dị thiếu nữ lập tức nâng tay phải lên, một bên gạt ra phía trên vết thương vừa nói. Ngươi không cần động thủ, ngươi đem bình thuốc lấy ra, chính ta chen cho ngươi. Xanh nhạt thân ảnh váy trắng bồng bềnh, tóc xanh bay múa. Trong tay ánh trăng bảo kiếm vẫn tại nhanh chóng xúc tích lực lượng. Quỷ dị thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, mần người, đột nhiên phúc trí tâm linh. Tốt, ta thừa nhận ngươi cùng thiếu niên kia là người một nhà ta thừa nhận hắn giúp cho người ta thủ lao ánh trăng bảo kiếm ngay tại xúc tích lực lượng bắt đầu biến chậm lại quỷ dị thiếu nữ gặp đây trong lòng ngầm lỏng vội vàng lại tăng thêm vài câu ta thừa nhận các ngươi không phải lợi dụng lẫn nhau quan hệ kỳ thật ta từ tối hôm qua liền đã nhìn ra các người quan hệ tốt như vậy hắn đối ngươi ôn nhu như vậy cùng dịu dàng ngoan ngoãn ngươi còn ôm hắn các ngươi khẳng định là tương thân tương ái người một nhà lập tức lại đột nhiên nói đúng rồi ta nhờ ra rồi hắn là tướng công của ngươi ngươi là nàng phu quân không đúng không đúng hắn là tướng công của người người là vợ hắn đúng hay không bạch một đạo kiếm mang đột nhiên từ bảo kiếm bên trên bay ra từ bên cạnh nàng bắn nhanh mà qua quỷ dị thiếu nữ toàn thân dùng mình một cái dùng mình cuống quyết lại nói tỷ tỷ tướng công của người dài thật là dễ nhìn lại có bản lãnh như vậy các ngươi thật xứng xanh nhạt thân ảnh kiếm trong tay chỉ hướng hắn dày đặc khí lạnh quỷ dị thiếu nữ lập tức ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa xanh nhạt thân ảnh lại ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát Phương thu hồi bảo kiếm, thân ảnh lướt lên, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, thanh lãnh thanh âm ở giữa không trung truyền đến, đêm mai tiếp tục. Quỷ dị thiếu nữ lần nữa dùng mình một cái, lại đợi một hồi, gặp bốn phía an tĩnh lại về sau, tha phương cầm nắm đấm cắn răng nói. Kê tởm, bản tôn đường đường tay hồ nữ vương, lại bị xem như lấy máu công cụ thú. Không muốn mặt xù nữ nhân, thiếu niên kia rõ ràng cùng ngươi một văn tiền quan hệ đều không có. Ngươi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung trong miệng im bạt mà rừng đột nhiên lại nói khẽ tỉ tỉ thay ta hướng nhà người tướng công vấn an về sau nếu như hắn cũng cần máu cứ tôi lấy chính là ta cam đoan không nhúc nhích xanh nhạt thân ảnh đứng tại giữa không trung lại nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát phương đột nhiên tán loạn mà ra biến mất không thấy gì nữa quỷ dị thiếu nữ không dám lại nói tiếp cũng không dám dừng lại thêm vội vàng thân ảnh lưới lên đã rơi vào trong hồ nước hóa thành một đầu bóng đen to lớn chìm vào đáy hồ Đến mắt không thấy gì nữa tây hồ phía trên rất mau trở lại phục bình tĩnh trích tiên cư lạc thanh chu sau khi trở về liền thân hồn quy khiếu ôm bên người tiểu nha đầu cầm nàng con thỏ nhỏ tiến vào mộng đẹp lúc này tại trên nóc nhà một đạo xanh nhạt thân ảnh chính an tịnh đứng ở nơi đó tắm rửa lấy trắng loạn ánh trăng trong mắt ba quang lưu chuyển không biết đang nghĩ ngợi cái gì tấm kia tuyệt mỹ không tỉ vết trên dung nhan vẫn như cũ thanh lãnh như tuyết nhìn không ra cái khác cảm xúc hôm sau chơi còn tảng sáng lạc thanh chu liền đã rời giường hắn cùng tiểu điệp bàn giao một tiếng viết một trang giấy dán tại phía ngoài trên cửa chính sau đó ra cửa kia trên giấy viết hôm nay đọc sách người rảnh rỗi chờ quấy giày một đường đi bộ rất mau tới đến thành nam tại ngã tư đường nhìn chung quanh một phen phương bắc nhanh hướng về phía trước chui vào 18 ngõ hẻm trong sau đó mới mang lên mặt nạ biến thành sở phi dương đao phủ cửa chính đã mở ra hạ nhân chính cầm cái chổi tại trong đình viện quét sạch lấy tối hôm qua bay xuống lá cây lạc thanh chu cầm vòng đồng gò gõ cửa đao tỷ vừa vặn từ trong đại sảnh đi ra nhìn thấy hắn về sau lập tức bước nhanh ra ngoài đao cha cũng từ trong đại sảnh đi ra nhìn về phía cửa ra vào lạc thanh chu đang muốn đi vào chào hỏi đao tỷ bước nhanh đi tới kéo lại hắn nói đi lạc thanh chu sửng sốt một chút bị nàng kéo ra ngoài, nói, đau tỉ, không cùng cha ngươi cha chào hỏi sao, mà lại ta còn không có ăn điểm tâm đây. Đau tỉ buông lỏng ra cánh tay của hắn, nói, không cần, đi thôi. Lạc thanh chu nhìn thoáng qua trên mặt nàng biểu lộ, nghi ngờ nói, ngươi không phải để cho ta giả bộ như ngươi nhân tình sao, như vậy, ngươi cha có thể hay không trách ta vô lễ. Đau tỉ thở dài một hơi, nói, không cần phải giả bộ đâu, cha ta đều biết. Nói, đêm ngày hôm qua hắn rời đi sau sự tình nói một lần, sau đó nói, cha ta nói lần sau nhìn thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Ngươi về sau lại tới tìm ta, xe ở cửa chờ lấy đi, đừng lại tiến vào. Lạc Thanh Chu, Đao tỷ, đây không phải chủ ý của ngươi sao? Đánh ngươi không? Đao tỷ đột nhiên bật cười, nhìn về phía hắn nói, cha ta coi như lại tức giận, cũng sẽ không đánh ta, hắn sẽ chỉ lo vào ngoài người. Lạc Thanh Chu im lặng nói, ta đây là bị ngươi liên lụy, ngươi đến đền bù ta. Đao tỷ cười nói, tốt, ngươi muốn cái gì đền bù? Lạc Giải Nguyên, Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, nói, chúng ta vẫn là nói một chút chờ một lúc đi bái sư sự tình đi sư phụ ngươi tính tình như thế nào ta nên chú ý thứ gì còn có ngươi những sư huynh đệ kia sư tỷ muội cái gì ta đều nên như thế nào ở chung đau tỷ suy nghĩ một chút nói sư phụ ta tính tình vẫn được sẽ không vô duyên vô cờ đánh chửi người ngươi lấy trưởng bố đối đãi chính là còn những người khác nơi đó hiện tại tăng thiên ta cũng chỉ có 6 người một sư tỷ một sư muội ba cái sư huynh nói thật ta cũng là mới biết bọn hắn không có mấy ngày không biết bọn hắn tính cách gì dù sao đối ta rất tốt Lạc Thanh Chu kỳ quái nói, mới sáu người sao, đều là võ sư. Đao tỷ nói, sáu người đã không ít, dù sao nơi này chỉ là một cái kinh đô phân bộ. Ngươi là võ sư tu vi, tự nhiên muốn cùng võ sư cùng một chỗ tu luyện. Ngoại trừ người sư muội kia cùng ta, giống như ngươi là võ sư sơ kỳ tu vi bên ngoài. Những người khác là võ sư trung kỳ tu vi, có hai cái sư huynh đã nhanh sau khi đột phá kỳ. Còn võ sinh cảnh giới đệ tử, đều tại một cái khác sân nhỏ, ngươi cũng không nhất định thấy. Lạc Thanh Chu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nàng nói. Đao tỷ, ngươi cũng đột phá võ sư rồi đao tỷ một mặt lạnh nhạt liếc qua hẳn nói thế nào liền cho phép ngươi đột phá không cho phép ta đột phá thiên phú của ta cũng không do so ngươi chênh lệch mà lại ta còn có sư phụ dạy bảo lạc thanh chu tán thưởng một câu đao tỷ của nhiên lợi hại đao tỷ cái cầm hơi ngửa trên mặt lộ ra một vòng nho nhỏ đắc ý lạc thanh chu khụ khụ một tiếng nói đao tỷ kỳ thật có chuyện ta quên nói cho người biết đao tỷ nhìn về phía hẳn nói chuyện gì lạc thanh chu nói ta bây giờ không phải là võ sư sơ kỳ ta đã đột phá đến võ sư trung kỳ cảnh giới đao tỷ xuyên qua một con đường tiến vào một đầu hẻm nhỏ đao tỷ đột nhiên mở miệng nói đúng rồi sở phi dương kỳ thật có chuyện ta cũng quên nói cho người biết lạc thanh chu nhìn xem nàng trong lòng đột nhiên có cố dự cảm bất tường đao tỷ nói ngươi đi bái sư tu luyện cần giao tiền lần thứ nhất cần giao 20 vạn kim tệ sau đó mỗi tháng cần là phân đạt đưa trước một con trung gia yêu thú hết thảy muốn tiếp tục một năm một năm về sau, người liền cái gì đều không cần giao. Nếu như đến lúc đó người đã đột phá đến đại võ sư cảnh giới, sẽ đạt được tông môn tất cả tài nguyên tu luyện ủng hộ. Lạc Thanh Chu nghe xong, giật mình nói, 20 vạn kim tệ, mỗi tháng còn cần giao một con trung gia yêu thú. Đao tỷ nói, mỗi kẻ mới gia nhập võ sư đều là dạng này, bởi vì ai cũng không thể cam đoan. Các ngươi có thể hay không tu luyện xong liền chạy. Một năm về sau, trên người của các ngươi liền có lăng tiêu tông lạc ấn. Đến lúc đó nếu như các ngươi phản bội sư môn, những tông môn khác cùng võ giả đều sẽ biết tại đại viêm các người sẽ không đất sung thân đối với võ sư tuổi nói mỗi tháng một con trung giai yêu thú cũng không rất khó khăn vạn nhất bắt không được sao kim tệ cũng có thể sở phi dương tông môn cho các người cung cấp chỗ tu luyện cho các người cung cấp sư phụ dạy bảo trả lại cho các người cung cấp công pháp và dược thủy sẽ còn tổ chức các người ra ngoài thí luyện kiếm tiền thậm chí còn có thể mang các người đi cùng những tông môn khác tỷ thí dương danh lập vạn vân vân cho nên điểm ấy tốn hao ta cảm thấy là đáng giá lạc thanh chu trầm ngâm một chút nói nghe đao tỷ kiểu nói này hoàn toàn chính xác rất đáng được bất quá đao tỷ ta hiện tại toàn thân cao thấp hết thầy cũng chỉ có 17 vạn kim tệ lúc đầu có 18 vạn hôm qua còn đưa người một vạn đao tỷ rất hào phóng mà nói ta có thể cho người mượn à bất quá có lợi hơi thở ba vạn kim tệ một tháng sau trả lại người đến đưa ta 5 vạn lạc thanh chu nói vây nặng lãi đao tỷ nhún vai nói ngươi nếu là không nguyện ý mượn vậy liền tự mình nghĩ biện pháp trừ sao lạc thanh chu nhị không được nói đau tỷ hiện tại mới nói với ta chính là gặp ta không cách nào đổi ý nhất định phải tìm người mượn đúng hay không đau tỷ cười nhạo nói ta lại không biết người nghèo như vậy đừng đưa một cái võ sư trung kỳ võ giả ngay cả 20 vạn kim tệ đều không có cho dù không có kim tệ cũng nên có mấy cái yêu đan à lạc thanh chu nghe nàng nhắc lên yêu đan lập tức nhớ tới chính mình còn giống như thật có một viên yêu đan hắn vội vàng từ trong túi chữ vật đen ra đưa tới nói đau tỉ người xem một chút cái này mai yêu đan giá trị bao nhiêu tiền đao tỷ tiết trong tay cẩn thận quan sát một chút nói phổ thông yêu đan nhiều nhất 10 vạn kim tệ lạc thanh chu nói 10 vạn là đủ rồi đao kia tỷ muốn sao ta bán cho ngươi đao tỷ lại do lên đối mặt trời nhìn một chút nói ta cho ngươi tối đa là 9 vạn ta là ở giữa thương còn muốn kiếm một chút tranh lệch giá đây lạc thanh chu cười nói lần thứ nhất gặp như thế thẳng thắn ở giữa thương thành giao Đao tỷ cười nhìn hắn một cái nói, cái này một vạn coi như làm là người cho sư tỷ lễ gặp mặt đi. Nói, không khách khí chút nào thu vào, sau đó đưa tay ra nói, lại cho ta 11 vạn kim tệ, cho một lúc ta giúp người giao. Lạc canh Chu cũng không do dự, từ trong túi chữ vật đến 11 vạn kim tệ, giao cho nàng. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp, liên chỉ còn lại 6 vạn kim tệ. Đối với một tên võ sư tuổi nói, hoàn toàn chính xác có chút khó coi. Bất qua hắn sớm muộn còn muốn đi vân vụ sơn mạch ngắt lấy cửu diệp thảo. Đến lúc đó săn giết mấy cái yêu thú là được rồi. Đương nhiên, có lẽ còn có thể như lần trước đồng dạng nhặt được một chút kim tệ, xuyên qua hẻm nhỏ, lại tiến vào một ngõ nhỏ khác. Đao tỷ nói, ngay ở phía trước, lập tức lại dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn nói, Sở Phi Dương, ngươi đem mặt nạ hài xuống, để cho ta trước nhìn một chút. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói, làm gì? Đao tỷ cười hít mắt nói, sáng sớm nhìn một chút lạc giải nguyên anh tuấn gương mặt, cảm giác tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Nhàm chán, Lạc Thanh Chu tiếp tục đi đến phía trước, Đao tỷ bắt lại cánh tay của hắn, nói, lên nhìn một chút. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải nhìn thoáng qua hẻm nhỏ trước sau, thấy không có người sau khi đi vào, Phương Thảo xuống mặt nạ trên mặt, chật chật, thật là dễ nhìn. Đao Tỷ nhìn chằm chằm hắn thanh tú gương mặt, nhịn không được chật chật tán thưởng. Lạc Thanh Chu lập tức lại đem mặt nạ đeo trở về. Đao Tỷ thở dài một hơi nói, đẹp mắt như vậy gương mặt lại muốn che giấu, thật sự là phung phí của trời. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nhìn xem nàng nói, Đao Tỷ sẽ không đối ta có ý tứ chứ? Đao Tỷ cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Cháu tự mình đa tình, ngươi là người có vợ, mà lại ngươi vẫn là cái đồ biến thái. Ngươi cảm thấy ta có như vậy đói khát sao? Lạc Thanh Chu nói, rất có thể nha. Hứ, hai người tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh, đi tới một tòa cửa chính quan bế, tường vây cao thâm trạch viện. Trước cửa không cái gì tiêu chí, trên cửa cũng không có bảng hiệu. Đúng rồi sở phi dương, cho một lúc không thể nói ngươi là người ở rể. Càng không thể nói ngươi đã thành thân, liền nói ngươi là độc thân. Trong nhà đã không có những người khác, biết không? Không phải dựa theo quy định, tông môn sẽ phái người xem xét gia đình của ngươi tình huống mà lại ngươi còn muốn đem thành viên gia đình đều viết ra đi tới cửa về sau đao tỷ vội vàng lại dặn dò vài câu lạc thanh chu nhẹ gật đầu đao tỷ vừa cẩn thận nghĩ nghĩ gặp nên dặn dò đều dặn dò lúc này mới tiến lên gõ cửa nói mở cửa là ta đao linh sau một lúc lâu cửa chính phương kẹt kẹt một tiếng mở ra một tên người mặc màu đen trang phục bộ dáng phổ thông thiếu nữ thò đầu ra đến mặt tươi cười nói Đao sư tỷ hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Lập tức thấy được sau lưng nàng thiếu niên, sửng sốt một chút, vội vàng đem cửa chính toàn bộ mở ra, thấp giọng nói: Đao sư tỷ, người này chính là chúng ta mới sư đệ á. Đao tỷ nhẹ gật đầu, giới thiệu nói: Sở Phi Dương. Sau đó chỉ vào thiếu nữ kia nói: Nhất Vân Dung, người muốn gọi sư tỷ. Lạc Thanh Chu vội vàng chắp tay nói: Nhất sư tỷ. Nhất Vân Dung nụ cười nói: Sở sư đệ không cần khách khí, mau vào. Sư phụ vừa mới còn nhắc lên người đây nói người hôm nay có thể muốn tới lạc thanh chu đi theo đao tỷ sau lưng tiến vào cửa chính nhiếp vân dung lại đem cửa chính đóng lại trực tiếp lên chốt cửa tiền viện bên trong bày đế luyện võ dùng người gỗ bao cát cọc gỗ các loại hai tên ở trần nam tử Ngay tại đại hãn rơi đánh lấy quyền đao tỷ cùng hai người chào hỏi thấp giọng nói đây là phùng sư huynh cùng trương sư huynh lạc thanh chu đối hai người chắp tay một người trong đó khoát tay nói đi trước gặp sư phụ đi sư phụ ngay tại trong phòng chờ lấy lạc thanh chu gặp tiền viện sân bãi không phải quá lớn nhưng phía sau cũng loáng thoáng chuyển đến một trận phanh phanh âm thanh hiển nhiên còn có mặt khác luyện võ trì địa đao tỷ mang theo hắn xuyên qua hành lang đi tới khía cạnh một gian phòng nhỏ tiến lên gõ cửa nói sư phụ là ta đao linh bên trong tiếng nói chuyện ngừng lại kẹt kẹt cửa phòng mở ra một tên dáng người cao gầy thanh niên nam tử từ, từ trong nhà ra nhìn hai người một chút trên mặt còn mang theo vẻ kích động cười nói đao sư muội mau vào đi thôi hắn chỉ là đối lạc thanh chu khẽ gật đầu cũng không nói chuyện bước nhanh rời đi Đao Tỷ thấp giọng nói, vị kia là Hà Sư huynh, nhanh đột phá võ sư hậu kỳ, vừa mới dứt lời, trong phòng chuyển đến một đạo âm thanh trong trẻo, Người Hà Sư huynh hôm qua liền đã đột phá." Đao Tỷ sửng sốt một chút, quay đầu, lại nhìn thanh niên kia nam tử bóng lưng một chút, phương mang theo Lạc Thanh Chu vào phòng, trong phòng trên ghế, ngồi một tên người mặc áo bào xanh, dáng người gầy gò lão giả, trong tay chính cầm một con ấm trà, tại đối hồ nước uống trà, người này chính là Lăng Tiêu Tông trưởng lão Tôn Giang. Đao tỷ liền vội vàng tiến lên nói, sư phụ, ta đem sở phi dương mang đến. Lạc Thanh chu liền vội vàng không người cúi đầu nói, xin giá mắt tiền bối. Tôn Giang chính hít mắt, nhìn chăm chăm hắn nhìn từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu, mới nói. Nghe Linh Nhi nói, mới bây giờ là võ sư so kỳ tu vi, thật sao? Đao tỷ vội vàng nói, sư phụ, sở phi dương hiện tại đã đột phà đến võ sư trung kỳ. Ta cùng hắn có một đoạn thời gian không có gặp, cho nên cũng là mới biết được ồ oh, võ sư trung kỳ rồi tôn Giang nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc để tay xuống bên trong ẩm trà nhìn về phía trước mặt thiếu niên nói đến đến gần điểm lão phu nhìn kỹ một chút lạc thanh chu không người đi đến chỗ gần oanh anh ngờ tôn giang đột nhiên một quyền đánh về phía hắn ngực lạc thanh chu lập tức hai tay giao địa tại lồng ngực phanh một tiếng chặn đối phương nắm đấm thân thể lại là đột nhiên chấn động vụt 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 lui về sau hơn 10 bước một mực thối lui đến phía sau góc từng lúc Phương đừng vững vàng thân thể. Đồng thời, hai cánh tay cánh tay tiếp quyền chỗ, có chút run lên. Lão giả này thực lực, của nhiên không thể coi thường, mùi tiện tay một quyền, liền có loại uy lực này. Không tệ, từ khí tức ba động đến xem, đích thật là đã đến võ sư trung kỳ. Tôn Giang thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói. Bay lên, tình huống của ngươi Linh Nhi đều nói với ta. Chỉ cần ngươi là thật tâm gia nhập ta lăng tiêu tông, khẳng định là không có vấn đề. Bắt quá ngươi dù sao cũng là nửa đường gia nhập ta lăng tiêu tông, cho nên đối ngươi yêu cầu có thể muốn so với những người khác hà khắc một chút. Linh Nhi cũng đã nói với ngươi giao 20 vạn kim tệ, cùng mỗi tháng giao yêu thú sự tình à. Trừ đó ra, còn có ta lăng tiêu tông môn quy, người tuyệt không thể trái với. Ta bàn giao đưa cho người sự tình, người nhất định phải làm xong. Tông môn phát xuống nhiệm vụ, người cũng muốn tận lực hoàn thành. Những này người cũng có thể làm được sao? Lạc Thanh Chu chắc tay nói, đệ tử nhất định hết sức làm được. Tôn Giang gật đầu nói, tốt, hết sức liền tốt, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể quá mức xác định. Lập tức đối đao Linh nói, chăm trả đi. Đao linh lập tức đáp ứng một tiếng đi qua rót một chén trà tới đưa tới lạc thanh chu trong tay nói nhanh cho sư phụ kính trà bái sư lập tức lại nói không cần quỳ xuống đừng đấy là được lạc thanh chu tiếp nhận chén trà đi lên trước không người kính trà nói sư phụ mời uống trà tôn ra nhẹ gật đầu tiếp nhận chén trà lại nhìn hắn một chút phương đặt ở bên miệng nhấp một miếng đao Tỷ vội vàng đem hai mươi vạn kim tệ lấy ra đặt ở bên cạnh trên mặt bàn Tôn Giang lại bàn giao vài câu, mới nói. Bay lên, Linh Nhi sẽ nói cho người biết chúng ta lăng tiêu tông môn quy, người có cái gì không hiểu. Cũng đều có thể hỏi nàng, hôm nay người đi trước cùng những sư huynh sư tỷ khác nhận thức một chút, sau đó làm quen một chút nơi này xấu cảnh. Bắt đầu từ ngày mai, người liền đến tu luyện đi. Đến lúc đó ta sẽ xem trước một chút người tu luyện công pháp, cùng người am hiểu địa phương. Sau đó lại cho người chế định thích hợp tu luyện lộ tuyến. Chỉ ít có thể để người ít đi một chút đường quanh co. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đa tạ sư phụ. Tôn Giang nhẹ gật đầu, qua quơ ống tay áo, nói, tốt, ra ngoài đi. Hai người vội vàng cáo lui, đao tỉ mang theo lạc thanh chu, đi trước phía sau gian phòng. Để cho người ta cho hắn đo thân cao hình thể cùng giày mã, giải thích nói. Đến lúc đó sẽ cho ngươi làm hai bộ quần áo cùng hai đôi giày, phía trên có lăng tiêu tông tiêu ký. Về sau ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là tham gia tông môn tổ chức hoạt động, đều muốn mặc vào. Lạc thanh chu hiếu kỳ nói, tông môn tổng bộ ở đâu? Đao tỉ nói, ở ngoài thanh thương Thủy Sơn bên trên, mỗi khi gặp ngày lễ cùng tông môn có hoạt động, chúng ta đều muốn đi qua lạc thanh chu lại hỏi đao tỷ lần trước nói chúng ta lăng tiêu tông là đại viên năm đại tông môn một trong kia cái khác bốn đại tông môn là những môn phải đó đao tỷ nói Kim thiền tự thanh vân quan hoa sơn tông tiên vân các trong đó phật đạo hai môn thực lực xấu nhất không lường được nhưng cũng cùng thế không tranh rất ít cùng môn phái khác lên xung đột cũng xưa nay không tham gia môn phái tụ hội hoa sơn tông cùng chúng ta lăng tiêu tông mâu thuẫn sâu nhất tiên vân các thực lực cũng rất mạnh đại viêm khắp nơi đều có việc buôn bán của các nàng kinh đô một nửa võ giả vật dụng đều là các nàng chế tác lạc thanh chu trong lòng âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới kim thiền tự cùng thanh vân quan vậy mà cũng là nam đại tông môn một trong đao tỷ lại nói đương nhiên đây chỉ là bên ngoài tông môn nghe ta cha nói kỳ thật còn có một số chỗ tối tông môn thực lực cũng không thể khinh thường triều đình xây dựng long hồ học viện cùng các nơi võ viện thực lực cũng đều rất mạnh đặc biệt là long hồ học viện tài nguyên tu luyện phi thường phong phú mà lại vừa ra tới liền sẽ đạt được triều đình trọng dụng làn dạng dỡ tổ tông không nói con có thể cầm tới các loại quyền lợi cùng càng nhiều tài nguyên tu luyện lạc thanh chu nghe xong trầm ngâm một chút nói Đao tỉ ngươi nghe nói qua thần hồn tu luyện sao thần hồn tu luyện không phải liền là tu hồn sao Đao tỉ sửng sốt một chút nói đương nhiên nghe nói qua đạo phật hai môn còn có tiên vân các bên trong đều có tu hồn bất quá tu hồn giả không thể tự tiện rời núi càng không thể tùy tiện thi pháp giống như có cái gì hiệp nghị ta cũng không rõ lắm Sở Phi Dương, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc là Thanh Chu nói, ta tại Mạc Thành giống như gặp qua tu hồn giả, bọn hắn giống như sẽ ngự kiếm thật sao? Đao Tỷ nói, ta nghe ta cha nói qua, tu hồn giả hoàn toàn chính xác có thể ngự kiếm. Bất quá cần thực lực rất mạnh tu hồn giả mới có thể, mà lại triều đình cùng năm đại tông môn đều có quy định, tu hồn giả không thể tùy tiện đi vào thành trì, hoặc là không thể tùy tiện ở trong thành thi pháp. Ngươi nhìn thấy, đoán chừng là một chút tán tu hoặc là ma môn tà tu. Lạc Thanh Chu đang muốn tiếp tục hỏi thăm lúc, trong học viện đột nhiên anh truyền đến một tiếng bạo hưởng đao tỷ hướng về hậu viện nhìn thoáng qua vội vàng nói đi môn sư tỷ ở phía sau tu luyện chúng ta đi xem một chút lập tức nàng lại từng cái giới thiệu với hắn những người khác danh tự đại sư huynh gọi hà dương chính là mới vừa từ sư phụ gian phòng ra cái kia hiện tại đã là võ sư hậu kỳ cảnh giới nhị sư huynh gọi phùng vân tùng võ sư trung kỳ vừa mới tiền viện cái kia vóc dáng tương đối cao tam sư huynh gọi trương viễn sơn cũng là võ sư trung kỳ vừa mới ngươi cũng đã gặp tiểu sư muội gọi nhất vân dung võ sư sơ kỳ cảnh giới vừa mới cho chúng ta mở cửa cái kia từ xưa tỷ gọi ngôn mai võ sư trung kỳ lập tức vừa cười nói tiểu sư đệ ta là người ngũ sư tỷ cũng không cần giới thiệu á lạc thanh chu không khỏi cảm thán nói tại mặt thành lúc coi là võ sư cảnh giới liền đã rất lợi hại chờ đi vào kinh đô mới phát hiện võ sư đã nhiều như khụ phụ võ sư thật nhiều đao tỷ cười nói mắc thanh quá nhỏ cơ hồ không có cái gì tài nguyên tu luyện không có mấy cái võ sư nguyện đi đến đó đao tỉ lại với hắn cẩn thận nói lăng tiêu tông môn quy lạc thanh chu đều nhất nhất nhớ kỹ cho đến đến hậu viện lúc hắn phương phát hiện hậu viện luyện võ trang càng lớn cơ hồ có thể so với sân bóng trên trận các loại luyện võ công cụ cái gì cần có đều có rất nhiều hắn căn bản cũng không có gấp qua tay phía tay nơi hẻo lánh bên trong một tên người mặc màu đen trang phục tuổi trẻ nữ tử ngay tại chiếu thức mé nhọn cua trong tay côn sắt chỉ gặp nàng tả hữu na di trước sau thiểm lược thân ảnh cực nhanh quanh thân đều là lít nhà lít nhít côn ảnh một cố kình phong tại nàng bốn phía xoay tròn phẳng phất cư gió mà đi đao tỷ thấp giọng giới thiệu nói môn sư tỷ tu luyện chính là cồn sắt kia cồn sắt là đặc thù vật liệu luyện chế mà thành bên trong còn gia nhập lợi hại phù văn cho dù là một chút vô kiến bất tồi đao kiếm đụng phải cũng là không phải đoạn tức gãy nếu là người bình thường bị kia cồn sắt quét trúng trực tiếp liền thành thịt nát lạc thanh chu lại nhìn một hồi đột nhiên nghĩ đến trên người mình con kia đen nhánh gậy gỗ cái kia chỉ gậy gỗ cũng phi thường cứng cỏi liên liên thượng cổ hung thú chu yếm thụ một côn đầu ngón tay đều bị đánh gãy không biết đối đầu vị này ngôn sư tỷ côn sắt đến cùng ai cứng hơn nếu không chờ một lúc thử một chút oanh con ảnh hợp nhất âm vang rơi xuống nơi hẻo lánh bên trong một khối nhan thạch to lớn lập tức chia năm xẻ bảy môn mai thu công xoay người nhìn đứng tại luyện võ tràng biên giới hai người một chút khẽ nhíu chân mày trong tay côn sắt ở lòng bàn tay nhất chuyển vác tại sau lưng đau sư mội, vị này chính là người giới thiệu qua tới sở sư đệ sao nàng đi ra luyện võ tràng trên mặt thần sắc có chút lạnh lùng Đao tỷ vội vàng nói, đúng vậy ngôn sư tỷ, vị này chính là sở phi dương sở sư đệ, vừa mới sở sư đệ đã bài kiến sư phụ. Môn mai đi đến chỗ gần, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên đánh giá vài lần, gật đầu nói, sở sư đệ, về sau hào hảo tu luyện, không thể lười biếng. Lạc thanh chú chắp tay nói, đa tạ ngôn sư tỷ dạy bảo. Đao tỷ vốn còn muốn trò chuyện tiếp vài câu, môn mai trực tiếp quay người rời đi nói, ta còn muốn tu luyện, các người đi trước phía trước đi. Đao tỷ sửng sốt một chút, chỉ đành phải nói, tốt, vậy chúng ta không quấy giày sư tỷ hai người không dám dừng lại thêm quay người rời đi đi đến nơi xa lúc tao tỷ phương thất giọng nói môn sư tỷ đối ta cũng là loại thái độ này bất quá đối với ba vị sư huynh ngược lại là rất nhiệt tình cung sư phụ lúc nói chuyện cũng là vẻ mặt tươi cười không biết có phải hay không là cùng chúng ta không quen lạc thanh chu nói thẳng xem thường chúng ta mà thôi đau tỷ nghe vậy sững sờ, nói có gì nói ra lời ấy sở phi dương ngươi liền vừa mới gặp mặt một lần mà thôi cũng không thể tùy tiện nói sư tỷ nói xấu lạc thanh chu nói chúng ta vừa mới quấy giày nàng tu luyện nàng quay người nhìn thấy chúng ta lúc nhíu mày một cái đi tới dò xét ta lúc trong mắt rõ ràng mang theo một tia không kiên nhẫn cùng ghét bỏ hiển nhiên không nghĩ tới đến cùng chúng ta chào hỏi lãng phí thời gian đoán chừng là cảm thấy ta là dựa vào người quan hệ tiến đến không có gì tốt giao lưu kỳ thật hắn vừa mới nghe được đối phương tiếng lòng đối phương hoàn toàn chính xác xem thường hắn cho là hắn chỉ là võ sư sơ kỳ tu vi mà lại là dựa vào quan hệ tiến đến đau tỷ nghe vậy trầm mặc một chút nói ngươi chờ nói lung tung khả năng đích thật là chúng ta quấy giày ngôn sư tỷ tu luyện đi đi thôi ta dẫn ngươi đi tiền viện nhận biết mấy vị sư huynh lạc thanh chu đột nhiên hỏi đao tỷ gọi sư tỷ đao tỷ lập tức của nắn lạc thanh chu chỉ đánh phải nói đao tỷ chúng ta những đệ tử này ở giữa có phải hay không cũng có cạnh tranh đao tỷ nói đương nhiên là có cạnh tranh tông môn hạ phát tài nguyên cứ như vậy nhiều cũng không phải là mỗi cái đệ tử đều có thể phân phối đến sư phụ sẽ căn cứ người tình huống tu luyện nhiệm vụ hoàn thành tình huống các loại đến phân phối bất quá tương đối địa phương khác tôi nói vẫn là rất công bằng lạc thanh chu nói khó trách thêm một người liền bị thêm phân đi một chút tài nguyên đương nhiên sẽ có một số người không cao hứng đau tỉ nhiều may nói sở phi dương người đừng suy nghĩ nhiều hào hào tu luyện lấy thiên phú của người không thể so với nơi này bất cứ người nào chênh lệch hai người nói chuyện đi tới tiền viện nhị sư huynh phùng vân tùng cùng tam sư huynh trương viễn sơn vẫn tại ở trần mồ hôi đầm đỉa luyện quyền hai người đều học quyền lẫn nhau luận bàn cũng không dùng tới nội lực Nhiếp vân dung thì tại một góc khác bên trong luyện kiếm đau tỷ gặp mấy người đều bận rộn không dám đánh nhiễu Trước măng Lạc Thanh Chu quen biết một chút từng cái tu luyện khí giới. Trình giới thiệu lúc, Phùng Vân Tùng cùng Trương Viện Sơn một bộ quyền pháp đánh xong, lao mồ hôi nước đi tới, Đao tỷ vội vàng cấp song phương giới thiệu lẫn nhau một phen. Nghe tới Lạc Thanh Chu đã đột phá đến võ sư trung kỳ cảnh giới lúc, hai người đều là sửng sốt một chút, ánh mắt một lần nữa đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Nhị sư huynh Phùng Vân Tùng cười nói, "Sở sư đệ còn trẻ như vậy, vậy mà đã đột phá đến võ sư trung kỳ, tiền đồ bất khả hạn lượng a." Tam sư huynh Trương Viện Sơn là cái dáng người trung đẳng, bộ dáng có chút thật thà thanh niên, rất ít nói, nhưng Tiểu Dung nhìn có chút chân thành, cũng đi theo nhẹ gật đầu. Mấy người lại hàn huyên vài câu phương tản ra, tiếp tục tu luyện. Đao tỉ mang theo lạc thanh chu, đi tới một bên khác đất trống. Nơi đó đặt vào vài hũ hoa cỏ, nhiếp vân dung đăng tay cầm bảo kiếm. Tại hoa cỏ giữa na di luyện kiếm, bộ pháp nhẹ nhàng, kiếm chiều cũng có chút tinh diệu. Một bộ kiếm pháp luyện qua, nhiếp vân dung phương ngừng lại, dung tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán Phương thu kiếm, đi đến trước mặt hai người sán lạn cười nói. Đao sư tỷ, sở sư đệ, sư phụ nói như thế nào? Đao tỷ nói, sở sư đệ đã bài sư, có thể lưu lại. Nhếp văn dung nghe xong, lập tức vui vẻ nói. Sở sư đệ, chúc mừng a, à, về sau chúng ta chính là sư tỷ đệ. Ngươi về sau nhớ khi muốn gọi ta là sư tỷ nha. Lạc thanh chu chắc tay nói, nhất sư tỷ. Nhếp văn dung vẻ mặt tươi cười, nói. Đúng rồi sở sư đệ, người tu luyện chính là quyền cước vẫn là vũ khí. Lạc thanh chu nói, quyền pháp. Nhếp vân dung lập tức có chút thất vọng con muốn cùng ngươi luận bàn một chút đây lạc thanh chu nói đao sư tỷ tu luyện không phải đao sao ngươi có thể cùng với nàng luận bàn nhiếp văn dung liền vội vàng lắc đầu đao sư tỷ đao pháp quá hung mãnh lần trước luận bàn kém chút đem bà vai ta cho tước mất ta cũng không dám lại cùng với nàng so tài đao tỷ mặt mũi tràn đầy ai náy lần trước là không cẩn thận lần sau ta dùng sống đao nhiếp văn dung cười nói kia rất không ý tứ đối đao sư tỷ hà sư huynh đột phá võ sư hậu kỳ đêm nay tại đêm hương lâu mời khách hắn vừa mới để cho ta thông chi mọi người đêm nay đều nhất định phải đi đao tỷ nói Hà sư huynh đi rồi sao nhiếp văn dung nói sư phụ bàn giao hắn ra ngoài làm việc đã vừa mới rời đi hai người lại hàn huyên một hồi đao tỷ phương mang theo lạc thanh chu rời đi hai người đi khía cạnh sân bãi đao tỷ một bên tiếp tục giới thiệu với hắn lăng tiêu tông môn quy một bên mang theo hắn du lãn tất cả tu luyện tràng địa giữa trưa lúc ở chỗ này dùng cơm ngoại trừ bánh bao màn thầu thịt bò bên ngoài mỗi người còn có một mâm lớn yêu thú thịt đao tỷ giải thích nói Sư phụ nói, cảnh giới võ sư lúc tu luyện, mỗi ngày tốt nhất đều muốn ăn một bàn yêu thú thịt, không phải năng lượng theo không kịp, không có lợi cho tu luyện. Chúng ta nơi này một tháng chỉ có thể ăn hai lần, hôm nay là người mới nhập môn, cho nên mới phá lệ nhà một lần. Chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ hoặc là đi đi săn lúc, bình thường cũng sẽ ở vân vụ sơn mạch, nơi đó yêu thú tương đối nhiều. Đến lúc đó người nhớ kỹ nhiều đánh một chút chứa đựng, ngoại trừ mỗi tháng muốn lên ra một con bên ngoài, mỗi ngày tốt nhất còn muốn ăn một chút. Sẵn này mới có thể tốt hơn tu luyện lạc thanh chu nghe xong lập tức nói đao tỷ ngươi nơi đó chứa đựng có sao trước cho ta mượn mấy cái đao tỷ lập tức tức giận nói ta một con đều không có ngươi còn muốn mượn mấy cái đây ta vừa tới không có mấy ngày nơi nào có chờ thêm hai ngày chúng ta liền đi vần vụ sơn mạch đi săn đến lúc đó nhiều đánh mấy cái lạc thanh chu trong lòng nói thầm vừa vặn ta có thể thuận tiện đi ngắt lấy một chút cửu diệp thảo không biết nay thiên nhị tiểu thư uống thuốc thân thể khá hơn chút không Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức lại nói, Đao tỉ, ta đêm nay liền không đi đêm hương lâu, ta ban đêm không thể ở bên ngoài ăn cơm. trong nhà quản gốc hắn nghĩ mau đi trở về nhìn xem nhị tiểu thư. Về phần ăn cơm, hắn tình nguyện cùng thiền thiền các nàng cùng một chỗ ăn. Đao tỉ nghe vậy, nhiều nhiều mày lại nói, Sở Phi Dương, hôm nay là ngươi vừa gia nhập chúng ta ngày đầu tiên, mà lại Hà sư huynh vừa đột phá võ sư hậu kỳ, thân là sư đệ, ngươi hẳn là đi chúc mừng. ngươi đêm nay nếu là không đi, mọi người sẽ nghĩ như thế nào ngươi? hà sư huynh chỉ sợ sẽ cảm thấy ngươi xem thường hà na lạc thanh chu trầm ngâm một chút nói vậy dạng này các người đi trước ta tối nay lại đi có thể chứ đao tỷ nói rất chế lạc thanh chu nói ta về trước đi nhìn xem nhà ta nương tử cùng trong nhà dặn dò một tiếng sau đó lại vụng trộm ra ta đã ra một ngày nếu như bị các nàng biết vậy thì phiền toái đao tỷ không khỏi cười nhạo một tiếng sở phi dương ngươi ở bên ngoài kiêu ngạo như vậy trong hắc mộc là mỗi ngày giết người cướp của hẹn so sánh chính mình tu vi cao cũng dám đánh không nghĩ tới trong nhà nhát gan như vậy như chuột thật không biết nên nói như thế nào ngươi lạc thanh chu nói đao tỷ đừng vu khống ta ta chỗ nào mỗi ngày giết người cướp của rồi ta chưa hề đều là phòng vệ trình đáng đao tỷ liếc mắt lại nói ngươi liền thật như vậy sợ ngươi ra nông tứ ngươi bây giờ thế nhưng là võ sư trung kỳ võ giả lại là đường đường cử nhân lão gia cho dù là ở rể cũng không nên như vậy nhát gan à lạc thanh chu trầm mặc một chút nói đao tỷ ngươi không có thành gia ngươi khả năng không rõ có chút sợ hãi, cũng không phải là thật sợ hãi, mà là yêu cùng trách nhiệm. Tỷ như, thực lực của ngươi so trà ngươi cường đại, vậy ngươi sẽ biết sợ hắn sao? Đao tỷ hứa lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng quật cường. Ta mới sẽ không sợ hãi cha ta, hắn lại không dám đánh ta. Lạc Thanh Chu nói, vậy ngươi vì sao nhiều lần bị buộc lấy đi ra mắt? Hắn lần sau nếu là lại bước người, ngươi trực tiếp cầm đao uy hiếp hắn không được sao? Đao tỷ nhìn hắn chằm chằm, không có lại nói tiếp. Lạc Thanh Chu nhún vai, nói, ngươi nhìn, ngươi kia là yêu cùng hiểu, ta quy tắc này là yêu cùng trách nhiệm ta bây giờ hết thảy đều là các nàng cho ta ta tự nhiên không thể quên ân phủ nghĩa mặc dù ta hiện tại có chút nho nhỏ bản sự nhưng ta sẽ chỉ ở ngoại nhân trước mặt cường ngạnh ở trước mặt các nàng ta mãi mãi cũng là mềm yếu có thể bắt nạt mà lại các nàng sẽ không thật khi dễ ta các nàng yêu ta ta đương nhiên cũng sẽ càng thương các nàng đao tỷ đột nhiên nói các nàng ngoại trừ người gia nương tử còn có ai lạc thanh chu một mặt chân thành nói rất nhiều trong nhà bất cứ người nào chỉ cần thực tình yêu ta ta cũng sẽ thương bọn họ Đao tỷ nhìn xem trên mặt hắn thần sắc trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, nói khẽ, Sở Phi Dương, ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm cùng lòng cảm ơn, rất không tệ. Ta gặp quá nhiều nguyên lai like, tương nhu dĩ mạt vợ chồng, trượng phu lên như diều gặp gió về sau. liền bắt đầu ghét bỏ cùng vứt bỏ thê tử, thậm chí sáu tình không nhận. Lạc Thanh Chu nói, mặc dù ta rất khỏe, nhưng đao tỷ những ngàn vạn muốn khắc chế, bởi vì ta đối đao tỷ, cũng không hứng thú. Cút, đao Tỷ một tay đao bổ về phía cổ của hắn lạc thanh chu giơ bàn tay lên ngăn trở một cước giẫm tại nàng trên chân đao Tỷ sửng sốt một chút cúi đầu nhìn lại lập tức giận tái mặt đến sở phi dương ngươi đang đùa lưu manh sao lạc thanh chu nói ta chỗ nào đùa nghịch lưu manh đao Tỷ âm thanh lạnh lùng nói ngươi có luyến chân đam mê ngươi đụng chân của ta chính là đùa nghịch lưu manh lạc thanh chu giơ chân lên nói đao Tỷ hiểu lầm ta ta chân ngọc tranh minh họa từ xuất tới đao tỷ đột nhiên nói một câu lạc thanh chu lập tức thốt ra thật ở đâu bán Đao tỷ một mận mỉa mai nhìn xem hắn, không có lại nói tiếp. Lạc Thanh Chu, Đao tỷ là người biết, ta là văn nhân, thích đọc sách, mặc kệ bất luận cái gì sách, ta đều mạnh hơn bách chính mình đi đọc, dạng này mới có thể loại suy biết một vạn tất, mới có linh cảm. Được rồi, không nên nói dối, ăn cơm chúng ta luận bàn một chút. Đao tỷ cũng thích chân, ta nói chính là luyện võ. Nha, ta tưởng rằng luận bàn chân đây. Biến thái, hai người cầm nước xong xuôi, đi một mảnh đất trống. Đao tỷ lấy ra chuôi này hàng quang sâm sâm đao bản rộng, lạnh mặt nói sở phi dương ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình bắt quá người tù vì người cao hơn ta ngươi không thể dùng toàn lực lạc thanh chu nói được sen đao đao tỉ hai tay cầm đao đột nhiên một cái xoay tròn lại đến hắn trước mặt một đao phách chảm xuống dưới ừm um. lạc thanh chu nhẹ nhóm tránh thoát một quyền đánh vào lồng ngực của nàng trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài loảng xoảng đao tỉ đao trong tay rơi vào trên mặt đất nàng cũng chật vật quẳng nằm trên đất sau một lúc lâu tha phương từ dưới đất bỏ dậy trợn mắt nhìn nói sở phi dương ngươi chơi xấu đã nói xong không cho phép dùng toàn lực tư lạc thanh chu do lên nắm đấm trên nắm tay đột nhiên hiện lên một đầu tử sắc lôi điện một mặt vô tội nói đao tỉ ngươi nhìn ta cái này mang theo lối điện nắm đấm mới là toàn lực ta vừa mới hoàn toàn chính xác cũng chỉ dùng ba thành công lực không phải đao tỉ xương sườn đã đoạn mất ngực quần áo cũng đốt không có đao tỉ khóe miệng co giật một chút cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình vừa giận nói Người vô sỉ vì sao muốn đánh ta ngực lạc thanh chu nghiêm túc nói võ giả luận bàn nào có cái gì chuyên môn tị húy địa phương mà lại đao tỷ cũng đã nói ta là luyến chân đam mê ta chỉ cần không động vào chân của ngươi đụng chỗ nào đều là bình thường không phải sao đao tỷ gọi sư tỷ anh sư tỷ sư tỷ còn muốn tới sao lan nha hai người bắt đầu các luyện các lạc thanh chu trực tiếp ở bên cạnh bắt đầu luyện mai hóa quyền pháp chỉ chốc lát sau một cỗ gió lốc tại quanh thân vần quanh bốn phía khắp nơi đều là trùng điệp biệt điệt quyền ảnh Đao tỷ luyện một hồi đao, quay đầu nhìn lại, gặp hắn luyện chăm chú, không có quấy giày nữa. Mặt trời rất nhanh từ chính không, rơi vào đỉnh núi. Lạc thanh chu thu công, cùng đao tỷ cùng đi tiền viện bên cạnh giếng rửa mặt xong cùng tay. Dùng khăn mặn lao lao rồi mồ hôi, Phương đi cùng sư phụ cùng những người khác nói một tiếng. Cáo từ rời đi. Lúc quần đi, Nhiếp Vân Nhiêu lại dặn dò một câu. Đao sư tỷ, sở sư đệ, đừng quên đêm nay đi tham gia Hà sư huynh yến hội. Đao tỷ đáp ứng, mang theo lạc thanh chu rời đi. Ra cửa về sau, đao tỷ mới nói, Sở Phi Dương, mười đêm nay tận lực sớm đi đi, ta sẽ đi trước nói với Hà Sư Huynh một tiếng. Lạc thanh chu nhẹ gật đầu, đao tỷ nhìn xem hắn nói, nói đa tạ sư tỷ. Lạc thanh chu im lặng, nói, đa tạ sư tỷ. Đao tỷ lúc này mới hài lòng gật đầu. Lạc thanh chu tiện đường đem nàng đưa đến 18 ngõ hẻm cửa ngõ, sau đó cáo từ rời đi. Hắn không có thuê xe ngựa, mà là đi bộ xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Các loại đi đến không người hẻm nhỏ lúc, hắn phương thảo xuống mặt nạ, đổ lại nhau bào. Đao tỷ đi vào 18 ngõ hẻm, vừa đi về phía trước 100 mét. Đột nhiên nhìn thấy nhà mình viện cửa chính bên ngoài, đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Một bộ màu tìm váy dài, dáng người cao gầy yếu điệu. Yêu thon ở giữa quấn quanh lấy một đầu màu đen roi ra. Đen nhánh nhu thuận mái tóc rủ xuống tại ngạo nghệ gắn lên tròn trịa mông bên trên. Trước ngực phá lệ cao ngất thẳng tóc. Nàng chính cau mày, tại cửa ra vào bồi hồi. Đao tỷ do dự một chút, đi tới, ánh mắt nhìn kia mê người tư thái. Trong lòng nhịn không được nói thầm tên kia ngược lại là diễm phúc không cạn nàng nhịn không được lại nhìn xuống phía dưới một chút kia màu tìm dưới làn váy hai chân mặc dù mặc dày nhưng vẫn như cụ đỏ có thể thấy được kia là một đôi cỡ nào tinh xảo trắng nõn thiếu nữ chân ngọc tên kia chắc chắn sẽ không buông tha nàng trong lòng âm thầm cười lạnh nói nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân nam cung mỹ kêu xoay đầu lại nhìn về phía nàng híp híp con người kia kiểu diễm gương mặt xinh đẹp cùng thu thủy nhẹ nhàng trong con người một cách tự nhiên lộ ra một vòng quyển rũ động lòng người chi sắc Đao tỷ nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, Phương mở miệng hỏi, ngươi lại tới làm gì? Ta đã cùng vị kia là công tử không có bất cứ liên hệ nào, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không còn gặp hắn. Ta đối người có vợ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nam cùng mị kiêu mặt không thay đổi nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Đao tỷ đi đến nàng phụ cận, cùng nàng ánh mắt đối mặt nói, thế nào, muốn động thủ với ta sao? Nam cùng mị kiêu lại trầm mặc trong chốc lát, nói, ta hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền phức, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hy vọng ngươi thành thật trả lời. Đao thì nói, ta tại sao phải thành thật trả lời? Nam cung Mỹ kiêu thần sắc thản nhiên nói, ta vừa mới đi vào gặp qua phụ thân ngươi, hắn gọi đao thành không. Hai năm trước, hắn tại kinh đồ giết qua người, ta chỗ này có hắn giết người chứng cứ. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói nữa. Một đường đi nhanh, cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi khi tiến vào vắng về hẻm nhỏ, hắn liền sẽ trước cần hồn xuất khiếu. Sau đó quan sát sau lưng cùng bốn phía con đường, đề phòng có người theo dõi. Còn tốt, hắn sớm đã dùng thần hồn đem phụ cận đường đi hẻm nhỏ phòng ốc bố trí các loại toàn bộ nhớ kỹ trong đầu cho nên hành tẩu xe nhẹ đường quen một đường vô sự trở lại trong phủ trích tiên cưa cửa sân vẫn như cũ đóng trên cửa vẫn như cũ dán con kia trang giấy hôm nay đọc sách người rảnh rỗi chờ quấy giày lạc thanh chu xé toang trang giấy đầy cửa cửa từ bên trong cắm hắn không có gõ cửa hướng về bốn phía nhìn thoáng qua lập tức thả người nhảy lên nhảy vào Tiểu Điệp đang ngồi ở hành lang bên trên theo lên hoa, gặp có người đột nhiên ngút trời mà rơi. Rất này mình, đợi thấy rõ là hắn về sau, Phương thở dài một hơi, liền vội vàng đứng lên nói. Công tử, ngươi có thể tính trở về. Châu Nhi tỷ tỷ và Bách Linh tỷ tỷ đều tới tìm ngươi đây, Mai Nhi tỷ tỷ vừa mới cũng đã tới. Nói phu nhân gọi ngươi đi ăn cơm, nô tỷ đều vội muốn chết đây. Lạc Thanh Chu trực tiếp đi đến bên cạnh giếng, một bên múc nước vừa nói. Châu Nhi tới tìm ta làm gì, có hay không nói nhị tiểu thư bệnh tình. Tiểu Điệp nói, không vào đây, Châu Nhi tỷ tỷ chỉ nói nhị tiểu thư uống thuốc, để công tử đi xem một chút. Bách Linh tỷ tỷ không biết có chuyện gì, nô tỷ nói công tử ở nhà đọc sách. Nàng nhìn thoáng qua trên cửa chữ liền đi. Lạc Thanh Chu trực tiếp tại trong tiểu viện lột sạch quần áo, nói: "Tới giúp ta múc nước, ta tắm rửa." Tiểu Điệp vội vàng chạy tới, nói: "Công tử, nước giếng tốt băng, nô tỷ cho người nấu nước nóng đi." Không còn kịp rồi, Lạc Thanh Chu nhanh chóng xoa tắm mồ hôi trên người. Tiểu Điệp cho là hắn phải gấp lấy đi gặp nhị tiểu thư, vội vàng một thùng một thùng hướng bên trên đánh lấy nước ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hắn chằm chằm lạc thanh chu xoa xoa thân thể nói không thấy đủ sao tiểu điệp có chút ngượng ngập nói không có đâu công tử thân thể nô tỉ mãi mãi cũng nhìn không đủ đây lạc thanh chu nhanh chóng tắm xong đổi lại sạch sẽ nhò bào lúc này mới ra cửa trực tiếp đi mai hương vườn nhỏ vừa tới cửa ra vào nghe được trong viện truyền đến vị kia nhạc mẫu đại nhân nhà rãnh thanh âm tiểu tử kia hiện tại giá đỡ thật sự là càng lúc càng lớn ta gọi hắn ăn cơm hắn đều không để ý cũng bất quá tới thăm ngươi một chút thật sự là quá phận lạc thanh chu không có lại tiếp tục nghe tiếp tiến lên gõ cửa trong viện thanh âm lập tức ngừng lại châu nhi tới mở cửa thấy là hắn vội vàng nói cô ra mau vào phu nhân cũng tại lạc thanh chu đi vào tống như nguyệt lập tức nét mặt tươi cười như hoa nói thanh chu hôm nay như thế khắc khổ sao ở nhà đọc sách cả ngày có đói bụng hay không nhạc mẫu làm cho người rất thật tốt ăn chờ một lúc đi ăn lạc thanh chu nhìn nàng một cái nói đa tạ nhạc mẫu đại nhân ta hôm nay ở nhà đọc sách nhất thời quên đi thời gian lập tức hỏi nhị tiểu thư uống thuốc sao cảm giác như thế nào tần vi mặc nói khẽ buổi sáng liền uống cảm giác thân thể ấm áp hôm nay không tiếp tục ho khan tống như nguyệt mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói thuốc kia hiệu quả nhìn không tệ nếu như tiếp tục kiên trì uống nói không chừng vi mặc bệnh chẳng mấy chốc sẽ chữa khỏi lập tức lại thở dài một hơi nói bắt quá kia mấy vị thuốc đều chỉ có tầm một tháng lượng tháng sau lại muốn một lần nữa đi lấy thanh chu lại muốn làm phiền ngươi lạc thanh chu nói hẳn là nhạc mẫu không cần lo lắng thuốc ta nhất định sẽ thu hồi lại Tống Như Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Thanh Chu, Vi Mặc về sau liền dựa vào ngươi. Chúng ta lại quan sát mấy ngày, nếu như Vi Mặc bệnh tình tạm thời ổn định, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hai người các ngươi hôn sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Thanh Chu gật đầu nói, nhạc phụ cùng nhạc mẫu làm chủ là được. Tống Như Nguyệt cười nói, tốt, vậy ta về trước đi cùng ngươi nhạc phụ thương lượng một chút. Trước tuyển ngày tháng tốt lại nói, một bên Tần Vi Mặc mở miệng nói, mẫu thân, ngươi đi bồi trà ăn cơm đi, ta cùng Thanh Chu ca ca nói chuyện một chút. Tống Như Nguyệt lập tức liếc nàng một cái, một mặt sâu kín nói, có Thanh Chu ca ca, liền bắt đầu ghét bỏ mẫu thân sao? Hừ, nuôi không quen nha đầu. Nói xong, Lắc Mông Chi, ủy khuất ba ba rời đi. Thu Nhi cũng lôi kéo Châu Nhi vào phòng. Trong tiểu viện chỉ còn lại có Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư hai người. Đương nhiên, còn có đầy viện màu vàng kim trời chiều. Thanh Chu ca ca, Tần Nhị tiểu thư đi tới gần, nhu nhu nhược nhược tựa tại hắn trong ngực. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói khẽ, thân thể thật không có chuyện. Tần nhị tiểu thư gương mặt dán tại hắn lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, thấp giọng nói. Mê mơ, không sao, thanh chu ca ca, đêm nay tới bồi vi mặc, có được hay không? Lạc thanh chu vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc cự tuyệt nói. Không được, người hôm nay vừa ăn thuốc, lại quan sát mấy ngày đi. Ta nếu là tới lại chọc giận ngươi phát bệnh, tên dược hiệu làm không có, chẳng phải là phí công nhọc sức. Tân nhị tiểu thư ôm thật chặt hắn, có chút ủy khuất mà nói. Thế nhưng là, thanh chu ca ca, vì mặc nhớ ngươi, ngươi rất lâu đều không có bồi vi mặc ngủ. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, hôn khẽ một cái chán của nàng nói, không vội, chờ chúng ta thành thân, lấy hậu thiên trời đều có thể ngủ ở cùng một chỗ. Tân nhị tiểu thư ngẩng gương mặt thanh lệ nói, nói như vậy, Thanh Chu ca ca có thể hay không dính. Lạc Thanh Chu cười nói, đương nhiên sẽ không, có thể mỗi ngày cùng nhị tiểu thư ngủ ở cùng một chỗ, ta vui vẻ cũng không kịp, nơi nào sẽ dính. Tân nhị tiểu thư vảnh vảnh lên miệng nói, nói láo, trên sách nói, nam nhân đều thích tươi mới. Các loại vi mà không mới mẻ, Thanh Chu ca ca khẳng định liền sẽ ghét bỏ. Lạc Thanh Chu ôm eo nhỏ của nàng, cúi đầu, cái chán sờ lấy chán của nàng nói. Chó suy nghĩ lung tung, trong lòng ta, nhị tiểu thư mãi mãi cũng là tôi mới, ta tuyệt sẽ không ghét bỏ. Tần nhị tiểu thư thất giọng nói, Thanh Chu ca ca, nếu như vi mặc vẫn là không thể phục thị ngươi đây, hoặc là vi mặc không thể giúp ngươi sinh tiểu hài đâu. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng mảnh mai thân thể, ôn nhu nói, hiện tại đừng nghĩ những này, chủ yếu là đem thân thể dưỡng tốt cho chúng ta thành thân về sau, những chuyện này tự nhiên là sẽ giải quyết dễ dàng. Ta còn có tiểu điệp đây, nàng phục thị ta là đủ rồi. Còn sinh tiểu hải, nàng cũng có thể. Tân nhị tiểu thư thần sắc ảm đạm nói, thế nhưng là, vì mặc cũng nghĩ. Lạc thanh chu trầm mặc một hồi, nói khẽ, không có việc gì, chờ đến lúc đó đem ngươi bệnh triệt để chữa khỏi về sau, là được rồi. Tân nhị tiểu thư thất giọng nói, chỉ sợ vì mặc bệnh. Lạc thanh chu nhẹ nhàng bụng miệng nàng lại nói, không cho phép nói bệnh, cũng không cần lại suy nghĩ lung tung. Ta nói, nhất định sẽ giúp người chữa khỏi bệnh, ngươi không phải vẫn luôn rất tin tưởng ta sao tần nhị tiểu thư nước mắt im lặng rơi xuống lạc thanh chu trong lòng run lên thương tiếc giúp nàng lau nước mắt đau lòng nói ngoan đừng khóc đêm nay ta đến bồi người tại bên giường nhìn xem ngươi ngủ có được hay không tần nhị tiểu thư lúc này mới nín khóc mỉm cười ngầm khuôn mặt nhỏ nói tốt thanh chu ca ca không cho phép phạt người nha mê mờ lạc thanh chu do dự một chút nói nhị tiểu thư ta có chuyện muốn xin người hỗ trợ Tần nhị tiểu thư liền giật mình, nói, thanh chu ca ca, người nói, lạc thanh chu đem hôm nay đi bái sư học nghệ, cũng đêm nay muốn đi ra ngoài chuyện ăn cơm một năm một mười nói ra. Tần nhị tiểu thư nghe xong nói khẽ, thanh chu ca ca hoàn toàn chính xác muốn đi, người hôm nay là ngày đầu tiên biết bọn hắn, người vị kia hà sư huynh lại có thai sự tình. Người tự nhiên không thể vắng mặt, không phải về sau trong lòng bọn họ sẽ thêm muốn, nói, nàng nhìn sắc trời một chút, nói, trời đang chuẩn bị âm u, thanh chu ca ca, người mau đi đi, sự tình trong nhà, ta sẽ giúp người giải quyết mau thân nếu như muốn tìm người ta cũng sẽ giúp người tròn đi qua lạc thanh chu nhịn không được cầm nàng mềm mại tay nhỏ nói nhị tiểu thư thật tốt nếu như là cái khác nữ tử khẳng định lại sẽ hỏi cái này hỏi kia hoài nghi ta có phải hay không cùng cái khác nữ tử đi ra thậm chí còn có thể hoài nghi ta thừa cơ đi thanh lâu lêu lỏng tân nhị tiểu thư không khỏi cười nói thanh chu ca ca ta cũng sẽ hoài nghi bất quá ta biết thanh chu ca ca trướng mắt bên ngoài những cô gái kia thanh chu ca ca ngay cả tuyết y tỷ cùng mỹ kiêu tỷ đều trướng mắt như thế nào lại coi trọng cái khác nữ tử mà lại trong nhà của chúng ta nữ tử, đã đủ nhiều, Thanh Chu ca ca ưng phó tới sao? Lạc Thanh Chu cười cười, không có nói thêm nữa nói. Ta đi đây, ban đêm sẽ sớm đi trở về. Nhị tiểu thư nếu là mệt mỏi, liền sớm đi nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Tần nhị tiểu thư lắc đầu nói, không, Thanh Chu ca ca nếu là không trở lại, ta là ngủ không được. Lạc Thanh Chu không khỏi cười nói, xem ra ta nhìn lầm nhị tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn là sẽ hoài nghi ta ban đêm ra ngoài liêu lồng. Đúng hay không? Tần nhị tiểu thư khẽ cười nói, đó là đương nhiên thanh chu ca ca ưu tú như vậy phía ngoài nữ tử nhìn khẳng định đều như lang như hổ nói không chừng sẽ vụng trộm đen thanh chu ca ca quá chén mang đi đây ta cũng phải cẩn thận lạc thanh chu cười phất phất tay quay người rời đi đi tới cửa bên ngoài hắn nghĩ nghĩ quyết định lại đi linh thiền nguyệt cung một chuyến không biết bách linh ban ngày đi tìm hắn có phải là có chuyện gì hay không con có đêm nay khả năng không có thời gian đi cho các nàng kể chuyện xưa muốn nói trước một tiếng miễn cho để các nàng đợi uổng công Tân nhị tiểu thư nhìn xem đóng lại cửa sân, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Nàng xoay người, nhìn về phía từ trong nhà đi ra Thu Nhi cùng Châu Nhi. Ánh mắt tại trên người của hai người quan sát một chút, nhìn về phía Thu Nhi nói. Thu Nhi, ngươi về sau là nghĩ ra phủ gả cho người khác, vẫn là muốn cùng cô ra. Lời này vừa nói ra, Thu Nhi sửng sốt một chút, lập tức đỏ bừng cả mặt cúi đầu. Tân nhị tiểu thư nói khẽ, không sao, nếu như ngươi có người thích, có thể nói với ta, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thu Nhi ngẩng đầu, từ dưới máy hiên đi tới, đứng ở trước mặt của nàng nói. Tiểu thư, nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ nghĩ vĩnh viễn bồi tiết tiểu thư. Châu Nhi cũng liền bận biệu đi tới, nói. Tiểu thư, nô tỳ cũng thế, nô tỳ mãi mãi cũng sẽ không rời đi tiểu thư. Tần nhị tiểu thư nhìn xem nàng nói. Châu Nhi, vậy nếu như ta để ngươi hầu hạ cô ra, ngươi nguyện ý không? Châu Nhi nghe vậy ngốc trệ một chút, lập tức đỏ bừng mặt, nhăn nhỏ nói. Tiểu thư, cô ra trưởng mắt nô tỳ. Tần nhị tiểu thư nói, ngươi có nguyện ý hay không? Châu Nhi cúi đầu, lắp bắp nửa ngày, mới nói, nô tỳ Nô tỳ nghe tiểu thư, tần nhị tiểu thư lại nhìn về phía Thu Nhi nói, Thu Nhi, ngươi đây. Thu Nhi thanh tú mà trên cỏ má non nớt, nhộm trời chiều màu đỏ, có chút ngượng ngùng. Lại dũng cảm mà nói, tiểu thư, nô tỳ nguyện ý hâu hạ cô ra, kỳ thật nô tỳ Nô tỳ rất thích cô ra. Châu Nhi nhịn không được trên miệng nói, tiểu thư, Thu Nhi thường xuyên nằm mơ mơ tới cô ra hôn nàng, cùng với nàng đi ngủ đâu. Thu Nhi rất thích cô ra. Thu Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhưng lại chưa phủ nhận. Tân nhị tiểu thư nhu nhu cười một tiếng, cầm tay của nàng, nói khẽ. Thu Nhi, vậy người đêm nay tắm rửa thay quần áo, tại phòng ta chờ lấy, được không? Lời này vừa nói ra, Thu Nhi trái tim lập tức phốc phốc cấp khiêu, cúi đầu. Đỏ lên gương mặt xinh đẹp nói. Mê mơ, lúc này, Linh Thiền Nguyệt Cung, làm nạc thanh chu tại cửa ra và nói với Bách Linh đêm nay muốn học thuộc lòng không thể tới cho các nàng kể chuyện xưa về sau bách linh lập tức tức giận nói cô ra ngươi một ngày đều không tại có phải hay không vụng trộm đi ra ngoài rồi ngươi ban đêm có phải hay không cũng nghĩ vụng trộm chuồn đi có phải hay không cùng cái nào nữ nhân xấu đi hẹn hò đi có phải hay không muốn đi cùng những cái kia hồ bằng cấu hữu đi thanh lâu leo lỏng hừ khẳng định phải ta muốn đi theo người ta muốn giám thị người người mơ tưởng ra ngoài làm chuyện xấu lạc thanh chu không khỏi nghĩ tới vừa mới cùng tần nhị tiểu thư nói lời cái khác nữ tử phản ứng của nhiên là dạng này tốt ta à, đi vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ lạc thanh chu không có lại giảo biện trực tiếp mời bách linh sửng sốt một chút nhìn chăm chằm hắn trên mặt biểu lộ nhìn một hồi gặp hắn tựa hồ một chút cũng không có chột dạ lúc này mới cúng quýt lui lại mấy bước quyệt miệng khẽ nói mới không muốn đây cô ra lại muốn nhân cơ hội để người ta mang về lạnh dung đúng hay không người ta mới sẽ không lại vào bẫy đây nói xong lập tức trốn vào tiểu viện đóng lại cửa sân ở bên trong hư hư vài tiếng lạc thanh chu cố ý nói bách linh ngươi thật không đi cô ra trong phòng nhưng ấm áp giường cũng tốt tốt đẹp mềm mại bách linh lập tức nói cô ra thật sao vậy ta đi hô thiền thiền cùng đại tiểu thư chúng ta cùng đi ngủ ngon không tốt lạc thanh chu ngủ ngon lạc thanh chu không có lại để ý đến nàng bước nhanh rời đi lạc 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 rồi trong môn lập tức chuyển đến nhà đầu kia đắc ý mà phách lùi tiếng cười cùng lúc đó đêm hương lâu lầu hai trong đại sảnh đã ngồi đầy ba tòa khách nhân tấn tăng đến võ sư hậu kỳ cảnh giới hà dương chính xuân phong đắc ý mang theo bầu rượu đang cười cho mọi người mời rượu. Đao tỷ cùng Nhiếp Vân Dung ngồi cùng một chỗ, có chút cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đầu bậc thang. Làm Hà Dương mang theo bầu rượu, kinh đến nàng nơi này lúc, Đao tỷ vội vàng bưng chén rượu đứng lên nói: "Hà sư huynh, ta tự mình tới ngược lại là được rồi." Hà Dương vẻ mặt tươi cười nói: "Khó mà làm được, hôm nay đến cho ta Hà Dương chúc mừng, đều là khách nhân." sao có thể để khách nhân rót rượu đau sư muội có mấy lời ta hôm nay liền không nói miễn cho mất hứng ngươi thật vui vẻ ăn cơm uống rượu đêm nay chúng ta sư huynh muội không xây không về nói nâng lên bầu rượu giúp nàng rót đầy một chén đau tỉ mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói hà sư huynh sở sư đệ hán không có việc gì tới hay không cũng không đáng kể hà dương vẫn như cố vẻ mặt tươi cười chỉ cần chúng ta mấy cái sư huynh muội đều tới đông đủ sư huynh liền cao hứng những người khác sư huynh ta căn bản cũng không có để ở trong lòng nói xong cười cười lại đi hướng nhiếp phân dung nói tiểu sư muội đến sư huynh cho người rót rượu đao tỉ bưng chén rượu ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang trong lòng âm thầm thở dài một hơi